Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu à, Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại các bạn và sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tập 1 ngay sau đây Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh Thêm thêm động lực cho Mai cũng như thêm chuyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày Ngay sau đây là tập 1 Đêm xuống, ánh đèn Sài Gòn bắt đầu thắp sáng Người ta nói Sài Gòn là một nơi rất phủ phiếm Một nơi xa hoa đầy rẫy sự cám dỗ nhưng nó dễ sống vì nó có nhiều công việc phù hợp với nhiều tầng lớp từ lao động đến có chút học vấn nhưng nó rất phức tạp vì người có tiền thì ít người nghèo thì nhiều đương nhiên cũng sẽ có sự phân biệt về địa vị sang hèn tầng tầng lớp lớp dẫm đạp lên nhau mà sống kẻ lừa dối chẳng biết ai là thật lòng bên đường một cô gái với mái tóc dài giá người thon thả bước ra từ quán bar đối diện đường lớn tay che miệng cả người do say rượu bước chân có chút mất thăng bằng. Ở phía trong, một người phụ nữ đi ra, gương mặt cao có một cách khó chịu. Mày giờ cho gì thế? Còn không vào trong tiếp khách đi. Cô gái đáy mắt co thắt, có chút bất mãn. Chị muốn tôi uống đến chết luôn à? Sáng giờ tiếp dự hơn 6 bàn rồi, chị không thể để tôi thở à? Người phụ nữ cười độc. Đó là việc của mày, tao không quan tâm. Tao chỉ cần biết, hiện khách đang cần mày. Cô gái ôm bụng, Tôi say rồi không tiếp được nữa Chỉ tìm người khác thế tôi đi Người phụ nữ lườm tôi ánh mắt sắc lạnh mày cần gì cứ khổ tiếp rượu Uống đến hại thân chẳng kiếm được bao nhiêu tiền Hay đi khách ấy Cỡ mày khoảng một năm đi khách Đủ tiền bồi thường hợp đồng cho tao Bồi thường sau nghỉ việc chẳng phải tốt hơn à Tôi mím môi tay siết chặt Nếu không phải chị lừa tôi Hiện tại tôi không đến mức khổ sở thế này Người phụ nữ nhún vai cười cợt Tùy mày để tao xem mày có thể thanh cao được đến bao lâu Sắp chết đó đến nơi rồi là còn giả bộ À mà quên Mày có phải nuôi cái thằng bồ của mày đang ở viện Khi nào cần tiền bảo tao một tiếng Tao kiếm khách cho mà đi Nói xong Người phụ nữ xoay lưng bước đi vào trong Cơ thể cô gái giống như không còn chút sức lực Mệt mỏi gục xuống đường Cô gái khóc như chưa từng được khóc Tôi là Lam Một cô gái 23 tuổi Đầy tuổi trẻ Đầy mơ mộng Tôi không có cha, cũng không có mẹ Tôi chỉ có một tuổi thơ đầy sự bi thương Tôi sống với bà ngoại Lúc lên Sài Gòn thì gặp được anh Anh là Hoàng, anh học chuyên ngành tài chính rất có triển vọng Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một lần ngồi chung một chiếc xe buýt để công ty phỏng vấn xin làm việc Chúng tôi có rất nhiều đồng cảm với nhau Anh cũng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp Bố mẹ anh ly hôn, mỗi người một gia đình Từ nhỏ anh sống với mẹ Nhà anh cũng chẳng đủ ăn Mẹ anh bươn trải làm đủ công việc Chỉ hy vọng nuôi anh ăn học thành tài Nhưng lúc anh tưởng chừng bản thân chạm đến sự thành công Thì anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn 3 Cả bầu trời ngày đó như sụp đổ trước mắt anh Tôi nhớ rõ anh cả đêm ôm tôi trong lòng Anh khóc rất nhiều Khóc đến sức cùng lực kiệt Khoảng thời gian đen tối đó Tôi quyết định cùng nắm tay anh Cùng vượt qua tất cả Tôi hy vọng anh được sống tiếp bác sĩ cũng nói chỉ cần ghép gan thành công anh sẽ được sống tuy cơ hội không phải tuyệt đối nhưng tôi vẫn hy vọng tôi yêu anh lắm tôi yêu chàng trai có nụ cười tỏa nắng tôi yêu chàng trai mỗi lần ở cạnh tôi luôn bày ra đủ trò để tôi được vui và tôi yêu cái chàng trai đó vì anh ấy luôn hứa hẹn cho tôi đám cưới thực đẹp một gia đình hạnh phúc trọn vẹn có lẽ giây phút anh nằm viện để bắt đầu điều trị cũng là giây phút tôi quyết định số phận cho chính mình Công việc văn phòng thực sự không đủ tiền lo cho anh Tôi đến quán bar xin làm phục vụ chạy bàn Nhưng vì bà chủ quán bar đó thấy tôi có chút nhan sắc Nên dụ dỗ tôi ký vào tờ hợp đồng làm việc cố định tại quán thời hạn 5 năm Sau đó tôi bắt buộc phải tiếp rượu để vừa lòng khách Cũng như vừa kiếm tiền lo cho anh Tôi không biết tương lai chúng tôi sẽ thế nào Nhưng hiện tại tôi bằng mọi giá phải kiếm tiền giúp cho anh được ghép gan Tại bệnh viện, Hoàng, ăn chút cháo mới mua này Tôi đặt cháo lên bàn Bộ váy ôm sát được thay bằng bộ đồ bình thường nhất có thể Hoàng sắc mặt có chút xanh xao Anh nhìn tôi rất lâu Em khóc à? Sao mắt đỏ thế? Tôi giữ người, đâu có Lúc này đi bộ đến đây, bụi rơi vào mắt à? Tôi ngồi xuống đường, đem chén cháo đưa cho anh Hoàng vuốt ve má tôi dịu dàng Làm, vất vả cho em rồi Anh đúng là tệ quá Lại là gánh nặng của em Tôi cười nắm chặt tay anh Anh còn nói thế là em giận đấy Anh yên tâm điều trị Khi nào được ghép gan Anh phải đi làm kiếm tiền nuôi lại em đấy biết chưa Tôi vừa đùa vừa nói Còn anh ôm tôi trong lòng Tất nhiên rồi Chỉ cần ông trời cho anh cơ hội sống Anh nhất định cưới em làm vợ Cả đời này không bao giờ buông tay em Khóe mắt tôi cay xè Ở trong lòng anh Tôi cảm nhận được chút hơi ấm Hoàng cúi đầu có chút kinh ngạc Lam, Sao người em toàn mùi rượu thế này Tôi có chút căng thẳng À công ty em ăn tiệc Cho nên em cũng uống hơi nhiều Mà anh cũng biết đấy Mỗi lần ký hợp đồng Thì cả nhóm uống say đến bí tỉ Mấy anh lúc này có chút giãn ra Thì ra là thế à Nhưng đừng uống nhiều quá Em ở trọ có một mình Lỡ có chuyện gì thì sao Tôi cười trong lòng thực sự rất căng thẳng Chuyện tôi đến quán ba làm Tôi chưa từng nói với anh Dạ em biết rồi mà Tiếng mở cửa phòng ra Mẹ anh đi vào Tay cầm thau quần áo vừa giặt xong Làm đến rồi đây hả con Ta làm thì về nhà nghỉ ngơi Ở đây có gì lo cho nó được rồi mà Dạ con đến nói chuyện với anh ấy vài câu Nếu không anh ấy sẽ buồn chán mất ạ Hoàng nhìn tôi cười dịu dàng Tranh thủ về đi em Trời khuya lắm rồi đấy Vâng Phía ngoài hành làng Dì Hạnh à Cứ cầm số tiền này đi ạ Tôi dúi tiền vào tay mẹ anh, dì anh ấy nấy không muốn nhận. "Thôi, dì nợ con nhiều quá rồi, dì không thể nhận nữa." Tôi nhanh chóng cầm lấy tay dì. "Con biết từ lúc anh Hoàng bệnh đến giờ, dì chạy vạy vay tiền người ta, dì cứ cầm số tiền này trả nợ. Nếu không căn nhà dưới quê bị người ta lấy để trừ nợ đấy ạ." À? Dì Hạnh buồn khoe mắt lại ướt. "Hôm trước tôi vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại của dì Hạnh và chủ nợ, họ làm căng lắm, còn nói lấy luôn căn nhà của dì." Tôi làm sao có thể để căn nhà duy nhất đó của Hoàng và Dị Hạnh mất được. Anh từng nói, căn nhà đó chứa đựng bao kỷ niệm của gia đình anh, mỗi một ký ức đều rất khó quên được. Dị Hạnh cầm tiền run rẩy vì xúc động. Lam, con vì thằng Hoàng làm bao chuyện như vậy, có quá thiệt thòi cho con không? Tôi lắc đầu. Dị Hạnh đừng nói thế, là con tự nguyện, con yêu anh ấy. Dị Hạnh nắm tay tôi siết chặt. Nhà dì thực sự nợ con, kiếp này xem như không trả hết. Thằng Hoàng nó thực là có phúc Mới có con bên cạnh Mong sao nó khỏe mạnh Làm cái đám cưới cho con có danh có phận giống người ta Ánh mắt tôi dấy lên sự vui sướng Mỗi lần nghĩ đến bản thân Có thể mặc vé cưới gả cho anh Trong lòng lại hạnh phúc vô cùng Dạ Con nhất định kiếm đủ tiền Để anh ấy được ghép gan ạ à. Trở về nhà Lại chính căn phòng trọ chật hẹp của chính mình Tám rửa xong xuôi tôi mới cảm thấy bản thân dễ chịu chút. Lôi sắp tiền từ túi sách ra, đếm đi đếm lại cũng được 4 triệu. Đều là tiền do tôi cật lực uống đến đau cả ruột mới kiếm được bao nhiêu. Bỏ khách đó chẳng qua đến quán bar cũng chỉ muốn tìm gái để chơi. Cho nên đối với một đứa chuyên tiếp rượu như tôi, bọn họ chẳng mấy khi cho tiền tiếp quá nhiều. Xót rượu tốt, uống tốt thì được vài trăm. Có một lần đi khách được vài triệu. Đúng là kiếm tiền không dễ tẹo nào. Mỗi ngày mở mắt, Việc đầu tiên tôi nghĩ đến Chính là làm thế nào đủ trang trải cho ngày hôm nay Tôi ngả người trên giường Hai mắt bông lung nhìn trần nhà thẫn thờ Cho đến khi điện thoại vang lên Là số của bà ngoại Ngoại à con nghe ạ à? Bề đầu dây giọng bà ngoại vang lên ấm áp Lam khi nào mới về quê Ngoại nhớ mày muốn chết Lại là câu hỏi muôn thủa Tôi không phải không muốn về Mà thực sự không thể về Bộ dạng tôi hiện tại Tôi lấy gì đối diện với ngoại đây Dạ công ty gần đây tăng ca rất nhiều Có không có thời gian ngoại à Bên đầu dây bên kia Ngoại ho khan mấy tiếng Cả năm rồi cứ nói công ty bận Không biết nói thật hay không Mày không về ngoại đón xe đỏ lên đấy Tôi càng thẳng đến mức bật người dậy Ngoại đừng có lên Con bận thật đấy Con bây giờ sắp lên trưởng phòng rồi Cho nên công việc tất nhiên phải bận Khi nào rảnh con sẽ về ngay ngoại thở dài âm thanh nặng nề đầu dây chuyển đến cộng thêm vài tiếng ho của ngoại ừ thôi thì tranh thủ về quê chứ sắp đến ngày dỗ của cha mẹ bây rồi nghe ngoại nói tôi chợt nhớ ngay cả ngày dỗ của cha mẹ tôi quên mất đúng là đáng trách thật dạ ngày dỗ cha mẹ con nhất định sắp xếp thời gian về mà ngoại sao ngoại ho thế ngoại bệnh à bệnh cũ thôi trời lạnh thì ho ấy mà từ từ rồi sẽ khỏi mà khuya lắm rồi con ngủ đi nhé nghe ngoại nói thế tôi yên tâm trong lòng. Buộc điện thoại xuống nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến quê nhà lại cảm thấy nhớ nhung. Từ lúc cha mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời, tôi cũng chỉ còn có mỗi ngoại là người thân duy nhất. Ngày lên Sài Gòn, ngoại đưa tôi ra bến xe còn không ngừng dặn dò: Dáng học hành cho tốt, ngoại đặt hết niềm tin vào mày đấy, đừng có làm ngoại thất vọng nghe chưa? Sau đó ngoại đem hết tiền gói trong bọc kỹ càng nhét vào tay tôi ngoại luôn hy vọng tôi lấy được bằng đại học thì tương lai đỡ khổ vậy mà tôi của hiện tại lại bỏ đi công việc văn phòng đến quán bar tiếp rượu tôi thực sự chẳng có chút dũng khí nào đối diện với ngoại những ngày tiếp theo đó tôi duy trì công việc tiếp rượu của chính mình ta làm thì ghé sang bệnh viện thăm anh bệnh anh ngày một trở nặng ngày ngày được bác sĩ tiêm bao nhiêu thứ thuốc vào người mọi chuyện không có gì thay đổi cho đến một hôm Lúc tiếp xong bàn rượu Tôi bắt đầu thu dọn những vỏ chai trên bàn Vị khách hôm nay tôi trực là một bàn gồm 3-4 người Nhưng người đàn ông đang ngồi bên góc khuất của bàn Khiến tôi cảm thấy kỳ lạ Anh ta diễn rất chỉnh tề Từ đầu đến cuối trong bàn Chỉ mỗi anh ta là im lặng nhất Để khi các vị khách còn lại rời đi hết Anh ta không gấp gáp đứng lên Ánh mắt hướng về tôi có chút khác thường Tôi cúi đầu Tiếp tục thu dọn đống hỗn độn trên bàn Cô tên gì? Tôi giật mình ngẩng đầu, "Tôi, tôi tên Lam." Tôi chưa kịp phản ứng nghe ta nói tiếp, "Ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô 20 triệu." Theo phản xạ, tôi nhìn thẳng anh ta, "Anh say rồi đấy à?" Anh ta cười, "Tôi là khách quen ở đây. Nhưng vì sao những lần trước tôi đến chưa từng gặp qua cô?" Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của anh ta. Có lẽ bàn của anh ta không phải là bàn mà là một nhân viên bình thường như tôi có thể tiếp. Nếu không phải hôm nay thiếu người Bà chủ cũng chẳng để tôi tiếp anh ta Thu dọn xong tôi mang chai rượu đứng lên Nếu không còn việc gì tôi xin phép được rời đi Tôi chưa đi được mấy bước Cổ tay bị anh ta giữ lại 20 triệu đổi lấy một đêm lên giường Cô chơi ít đúng không Tôi lần này quả thực nhị không nổi nữa Anh đừng quá đáng Tôi không có bán thân Tôi nhìn ra nụ cười trên môi anh ta rất khinh bỉ Nhưng dù có là gì tôi cũng không quan tâm anh ta đem một tấm danh thiếp nhét vào tay tôi Khi nào cần tiền thì đến tìm tôi Chỉ cần nói ra cái giá hợp lý Tôi sẽ cho cô Tôi liếc qua tấm danh thiếp Hai chữ Trần Dương hiện rõ Kèm theo dòng chữ khách sạn ánh sao Thì ra anh ta là ông chủ khách sạn ánh sao Nổi tiếng Sài Gòn Chẳng trách sao lại kiêu ngạo đến như vậy Tôi định trả lời Một sấp tiền nhét thẳng trong áo tôi Tôi trợn mắt Giờ phút này quả thực tôi cố gắng kiềm chế chính mình nếu không tôi cho anh ta một cái tát rồi Tôi mím chặt môi tức đến run rẩy Rồi tự nhủ với chính lòng mình Sắp chết đó đến nơi Có giả vờ thanh cao cái gì Khách cho tiền thì phải mỉm cười Cảm ơn anh Tôi rời đi trong lòng rất chua xót Làm việc ở quán bar Môi trường phức tạp Đương nhiên gặp phải vô số tình huống như vậy Thậm chí bị khách sỉ nhục khinh miệt Bị gạ gẫm cũng phải gắng mà mỉm cười Vì muốn kiếm được tiền Thì phải học được cách thích nghi Tôi biết số tiền anh ta nhét vào áo tôi rất nhiều Có lẽ bằng một tuần tôi làm việc ở đây Đêm xuống Ánh đèn thực sự cô độc Đi từ quán bar đến bệnh viện lủi thủi hàng đêm Cũng chỉ có một mình Tôi thực sự rất tủi thân và cô đơn Nhưng mỗi lần như thế tôi nghĩ đến tương lai của tôi và Hoàng Nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp anh Một chàng trai rất khôi ngô Trên áo sơ mi trắng rất tầm thường Cũng không hiểu vì sao mặc trên người anh đẹp đẽ đến như vậy Thực chất tình yêu rất đơn giản Chỉ là vô tình anh mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích Thế là tương tư đến tận bây giờ Lần gặp đó giống như định mệnh an bài khiến tôi và anh yêu nhau Năm đầu tiên yêu đương anh rất khô khan Một lần nắm tay cũng chẳng có Đôi lúc tôi bất mãn hỏi anh Rốt cuộc em có phải bạn gái của anh không vậy? Anh cười ôn hòa Cái gật đầu nhẹ nhằm khẳng định Tôi có chút hờn rũi Vậy tại sao không nắm tay em, không ôm em, không hôn em? tôi rất bạo gan lúc đó kiên quyết hỏi anh như vậy dáng vẻ của anh sau đó chính là kiểu bất ngờ đứng hình vài giây lát sau kéo tôi ôm trong lòng hoàng cúi đầu giọng nói có chút thỏ thẻ bên tai xem không nói sớm anh đợi em nói ra mấy lời này lâu lắm rồi đấy tôi trợn mắt anh xấu tính thật rõ ràng rất muốn thể hiện tình cảm nhưng vì ở trước tôi anh không dám làm chuyện vượt quá giới hạn vì anh tôn trọng tôi tôi dần cảm thấy Hoàng chính là người bạn trai tốt nhất thế giới này Nhớ đến những ngày tháng đẹp đẽ đó Khoe mắt tôi ướt Nhưng vẫn có những ngày rất khó khăn Ngày lương chưa về Tôi và Hoàng cùng nhau đạp xe trên đường lớn Tìm một quán ăn bình dân nhất để ăn Cuối cùng chọn quán hủ tiếu gõ bên lề đường Một tô 12 ngàn ăn tạm đói Mỗi lần như vậy tôi hậm hực với anh Sao lúc nào cô bắt em ăn hủ tiếu gõ hết thế Hay Anh xem Toàn da heo thịt thì cũng không có Hoàng cười xoa đầu tôi một cách cương chiều 12 ngàn làm gì có thịt Thôi dáng ăn Anh nhường hết toàn bộ da heo cho em Tôi biểu môi Ngàn muốn chết Em cũng không có thèm Hoàng nhìn tôi rất lâu rồi ngập ngừng nói Làm Ở bên anh vất vả quá à Anh xin lỗi để em chịu thiệt thòi rồi Tôi giữ người Thấy anh buồn trong lòng tôi cũng tự trách mình Anh tốt nghiệp xong Cần lực xin việc làm Nhưng chẳng ai trọng dụng Mỗi lần nhắc đến anh đều không vui Tôi nắm tay anh, "Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi, anh để ý đấy à?" Anh cười chua xót, "Ngay cả việc cơ bản nhất chính là lo cho bạn gái của mình bữa ăn đàng hoàng anh không làm được là anh vô dụng rồi." Tôi siết chặt bàn tay anh, "Không phải như thế, anh không vô dụng, chỉ là chưa đủ vận may. Anh xem, học lực của anh tốt đến như vậy, bằng cấp cao, sớm muộn gì cũng có ngày thành đạt. Đến lúc đó anh nhất định bù đắp lại cho em những tháng ngày khổ sở như thế này nhé." Hoàng xoa đầu tôi Tất nhiên rồi Đời này anh chỉ cưới một mình em làm vợ thôi Tôi chớp mắt Nếu em không chịu lấy anh thì sao Anh cứ làm như anh đòi cưới Thì em sẽ gả vậy Nếu em không gả Anh chỉ còn cách ở giá cả đời Bỏng dáng hai người Bị ánh đèn chiếu lên Cảm giác ngọt ngào bình dị Nhưng cũng có những ngày đến cả hủ tiếu Chẳng có mà ăn Cuối tháng mọi việc chi tiêu dồn dập Nào là tiền nước, điện, nhà trọ Tối đó anh cầm hồ sơ từ công ty Tôi ở bên đường cảm nhận tâm trạng anh thất vọng đến cỡ nào Vẫn như mọi khi anh phỏng vấn thất bại Tôi nhanh chóng chạy đến Hoàng, có gì phải buồn chứ Cái công ty quỷ này chẳng biết nhìn người gì cả Hoàng ôm lấy tôi, cái ôm rất chặt Anh giống như bám víu vào tôi Để bản thân tôi không bị sụp đổ Rất lâu sau đấy anh vẫn im lặng Gục đầu trên vai tôi Hơi thở thật hỗn loạn Làm, có phải cả đời này anh cũng phải sống như thế này không? Anh mệt mỏi quá. Tôi đưa bàn tay lên xoa xoa lưng anh rồi an ủi. Ông trời không phụ người có lòng, anh đừng bỏ cuộc. Đến khuya, tôi và anh cùng chia nhau ổ bánh mì ăn. Một ổ chia làm đôi, lại ngon đến lạ thường. Lam, công việc của em vô ổn không? Tôi gật đầu, cũng ổn. Công việc văn phòng mỗi tháng cũng được 5 triệu. Hoàng cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay tôi thở dài. Rốt cuộc bằng cấp của anh có vấn đề chỗ nào nhỉ Sao lại không được tuyển dụng Anh thực sự không hiểu nữa Tôi ngầm hiểu được Sau bao nhiêu lần anh thất bại Thứ duy nhất khiến anh không được trọng dụng Chính là quá nghèo Lại xin ứng tuyển vị trí trưởng phòng Một người xuất thân thấp kém Không tiền không chỗ dựa Thì sẽ không được trọng dụng Người đời chẳng phải có một câu nói đúng Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn Xã hội sống với nhau bằng tiền năm thứ hai tôi làm công việc văn phòng của chính mình tôi là người không có tham vọng không cầu mong giàu sang chỉ cầu bình dị vừa đủ sống là được anh tiếp tục xin việc làm lần lượt các công ty đều thất bại anh tự thất vọng chuyển sang trầm cảm một thời gian dài khoảng thời gian đó anh áp lực đến mức giam mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai dì hạnh mẹ anh ở dưới quê lên thăm anh nhìn anh như vậy dì cũng đau lòng lắm Hoàng nó từ nhỏ là một đứa rất tự cao Cho nên khi thất bại Nó khó có thể chấp nhận được Tôi gật đầu Tôi hiểu rõ tính tình của anh ấy Hoàng luôn là người cầu toàn Anh ấy sao có thể chấp nhận Việc bản thân thất nghiệp gần 2 năm Dì Hạnh cũng đừng quá lo lắng Con biết ở dưới quê Dì bận nhiều việc Anh ấy ở đây đã có con lo rồi Dì Hạnh nắm tay tôi cảm kích vô cùng Dì thực sự mang ơn con Lam à Con là đứa con gái tốt Dì rất hy vọng con và Hoàng có thể cưới nhau. Tôi cười, trong trí nhớ của tôi, dì Hạnh luôn là một người mẹ hiền hậu, hết lòng vì con của chính mình. Rồi đến một ngày, cuối cùng ông trời quả thực cho anh cơ hội. Một công ty đã đồng ý tuyển dụng anh, mưng lương khởi điểm 8 triệu cho vị trí trưởng phòng. Hôm đó anh từ cổng lớn của công ty đi ra, nên không kìm nén được cảm xúc của mình, vội chạy đến ôm chầm lấy tôi xoay một vòng lớn. Lam! Anh cuối cùng có được một công việc ổn định rồi đấy Tôi vui lắm Vỗ tay lên ngực anh Em nói mà Bằng cấp làm sao có thể thất nghiệp được chứ Em khoác vai tôi Đi thôi em Đi đâu ạ à? Đi ăn mừng anh có việc làm Nhưng ăn cái gì Anh cười cười có chút tùy hứng Lời này anh đã em ăn hủ tiếu đầy thịt nhá Chúng tôi cửa lớn Bầu trời hôm đó để ấp những ngôi sao sáng thực đẹp Tháng lương đầu tiên Anh mua cho tôi sợi dây truyền hình ngôi sao anh tự tay giúp tôi đeo vào cổ dây bạc rất đẹp. Thích không em? Em thích lắm. Nhưng sau này anh sẽ thế. Có biết tặng dây chuyền cho em? Anh cúi xuống hôn lên má tôi. Tháng lương đầu tiên anh muốn mua quà cho bạn gái của anh không được à? Tôi bĩu môi. Được mà. Cảm ơn anh ạ. À. Anh đặt tay lên vai tôi. Anh nhìn nghiêm túc. Hiện tại anh chỉ có đủ khả năng mua cho em sợi dây chuyền bạc. Sau này có tiền anh đổi một sợi có giá trị hơn nhé. Tôi im lặng. Cho đến bây giờ chưa nói với anh Dù sợi dây chuyển anh tặng có đan bằng dây sợi Thì tôi cảm thấy nó là vô giá nhất Vì đó là món quà đầu tiên anh tặng cho tôi Đến hiện tại tôi vẫn chưa từng tháo xuống Những tháng kế tiếp trôi qua yên bình Mùa xuân năm thứ nhất Anh cùng tôi về quê thăm bà ngoại Bà lúc ấy còn khen anh đẹp trai Bà từng nói với tôi một câu khiến tôi luôn giữ trong lòng Làm, ngoại lớn tuổi rồi Thời gian ở cùng con thực sự chẳng còn được mấy năm Ngoài hy vọng con tìm được người chồng tốt để nương tựa Thằng Hoàng bà nhìn thấy rất vừa mắt đấy Đến mùa xuân năm thứ hai Tôi cùng anh quyết định dành dụm ít tiền về quê anh Anh nói Quê anh bình dị lắm Vùng quê tuy nghèo Nhưng ở đó người ta sống với nhau vì cái tình cái nghĩa Người nông dân ấy mà Thực thà chất phác lắm Dì Hạnh rất cực khổ Ngày ngày làm đủ ngành nghề kiếm sống Ở quê thì làm cũng chẳng được mấy cọc mấy đồng trong nhà thiếu trước hụt sau thì phải đi mượn Vì ước nguyện duy nhất của dì Chính là lo cho anh được ăn học đến nơi đến chốn Lúc biết chuyện của tôi và Hoàng yêu nhau đã lâu Dì trong lòng vừa vui lại vừa buồn Hôm đó dì nắm tay tôi Giọng nói mang theo chút hổ thẹn Làm nhà dì nghèo lắm Lấy tiền đâu để cưới con đây Con là một đứa con gái tốt Hay là con đừng yêu thằng Hoàng nữa Con hãy tìm một người đàn ông khác xứng đáng với con hơn Tôi hiểu được dì hạnh câu ý tốt Tôi sợ thân con gái phải chịu thiệt thòi Nên mới nói như vậy Tôi cười mỉm Con ở bên anh ấy không sợ khổ cực Đám cưới chẳng qua chỉ là một hình thức Không cần cũng không sao cả Lúc ấy dì hạnh chỉ cười Im lặng rất lâu Để khuya tôi nghe loáng thoáng dì hạnh và Hoàng nói chuyện Hoàng Sau khi kiếm được công việc ổn định rồi Dành dụng tiền để cưới cái lam Dù nhà chúng ta nghèo Cũng phải dáng để cho có cái đám cưới đàng hoàng như nhà người ta còn lam nó không chấp nhất nhưng người ngoài nhìn vào nói này nói nọ đời người con gái chỉ có một lần đám cưới có không thì để lam nó chịu thiệt thòi biết không hả tôi nghe lời đó lòng ấm áp một cách lạ thường những năm đó xem ra rất trọn vẹn tôi và anh cùng nắm tay vượt qua từng giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tưởng chừng chúng tôi sắp chạm đến hạnh phúc một ngày nọ anh biết bản thân bị ung thư gan ngày đó bầu trời như sụp đổ trước mắt anh bao dự định cho tương lai đều bị giang sở những triệu chứng về căn bệnh cũng ngày một rõ rệt anh bắt đầu phải nghỉ làm nhập viện tiến hành trị liệu kể từ ngày hôm đó tôi chẳng còn thấy nụ cười rạng rỡ tỏa nắng của anh nữa tôi chứng kiến anh ngày qua ngày vì căn bệnh mà dày vò tiêu cực đến mức chỉ muốn chết đi tôi luôn nói với anh hoàng cố lên chỉ cần ghép được gan anh nhất định sẽ sống Em và dì Hạnh luôn bên cạnh anh Anh không cô đơn đâu Lúc anh tiêu cực nhất, tuyệt vọng nhất Tôi luôn ở cạnh anh Giúp anh tìm được tia hy vọng Dần dần anh lấy lại được tinh thần Phối hợp điều trị với các bác sĩ Sức khỏe cũng có chút tiến triển hơn Nhưng anh bằng mọi giá Phải được ghép gan Vì chỉ ghép gan anh mới có cơ hội được sống Trở về với thực tại Tôi đến bệnh viện trời khuya rồi Lúc nãy tiện đường ghé sang quán bán hủ tiếu mua cho anh một phần Vừa vào đến cửa nghe giọng gì hạnh thỏ thẻ Con thực sự muốn chia tay cái la mà Suy nghĩ thế nào mà nói mấy lời như thế hả Hoàng Nhà chúng ta nợ nó quá nhiều Con đừng phụ nó chứ Hoàng im lặng cúi thấp mặt Ánh mắt chứa sự bi thương Giọng cũng ngạnh đi vài phần Mẹ à Chính vì nhà chúng ta nợ Lam quá nhiều Con không muốn cô ấy chịu khổ Việc con chết hay sống liên quan gì đến cô ấy đâu Tại sao cô ấy nhất định chịu khổ vì con Tôi áp sát tay vào cửa Nghe được từng lời anh Trong lòng quặn thắt Tôi hiểu tâm trạng của anh mà Dì anh khóc thút thít Cố gắng dùng tay lau đi giọt nước mắt Nhưng bé thấy con Lam nó cứng rắn lắm Nó nhất định không đồng ý đâu Anh bất lực hương ánh mắt nhìn nơi xa xăm Tôi lúc này không kiên nhẫn đẩy cửa đi vào Dì anh nói đúng Em không đồng ý đâu Anh dám chia tay em Em nhất định hận anh cả đời đấy Tôi dở giọng trách móc liền đi đến bên giường anh Nhìn anh ánh mắt vô cùng hậm hực Biểu lộ sự tức giận của chính mình Anh giữ người Em nghe hết rồi à? Phải Đã hứa cùng nhau nắm tay Cùng nhau cố gắng Vậy anh nỡ lòng muốn vứt bỏ em à? Anh cau mày Khoe mắt ửng đỏ Làm Anh không chắc phẫu thuật thành công đâu Anh sợ Tôi cúi người ôm chặt lấy anh Cái ôm giống như tiếp thêm cho anh một loại sức mạnh Phẫu thuật chắc chắn thành công Anh phải có lòng tin chứ Người tốt sẽ không bị ông trời bạc đãi Tôi cảm nhận sự nặng nề trong hơi thở của anh Tay anh chạm vào vai tôi vỗ nhẹ Tôi liếc sang thấy dị hạnh vội lau nước mắt chính mình Dễ thực sự đau lòng thay cho anh Tôi ngồi xuống giường dì lên tiếng Hà đứa nói chuyện nhé Dì xuống dưới mua ít đồ Tôi gật đầu Quay sang đưa bịch hủ tiếu gõ trước mặt anh Ăn nhé em mua đây này Tôi đứng dậy lấy tô lớn sổ ra cho anh Anh cười có thì không đấy Tôi biểu môi Đương nhiên có Em dặn chủ quán cho nhiều thịt một chút Cùng ăn nhé Anh gật đầu Bao ký ức trước kia ủa về Tôi và anh mỗi lần nhớ đến đều xúc động Để tối trước khi về tôi nói với anh Sắp tới tôi về quê lo đám dỗ của cha mẹ Ngoại chưa biết chuyện anh bị bệnh Có lẽ lần này sẽ nói với ngoại luôn Nếu không ngoại nhất định mắng tôi Vì đã giấu ngoại chuyện lớn thế này Hôm sau quán ba như thưởng lệ rất đông Khách cũng liên tục ra vào Liên tục đứng trực bàn cho nên chân có hơi đau Hôm nay tôi được chị Mỹ Bà chủ quán ba chỉ định đến phòng ba trên tầng 2 tiếp rượu Vì chị Mỹ nói Ông chủ Dương muốn tôi đến tiếp Tôi lúc đầu biết là phòng của người đàn ông tên Trần Dương đó Thì không muốn đi Chị Mỹ lên mắng tôi Mày chỉ là một đứa tiếp rượu Có quyền cự tuyệt à Khách cần thì phải tiếp Nếu mày không muốn tiếp Vậy thì nghỉ việc đi Rồi đền tiền hợp đồng cho tao Tôi cố gắng nén sự tức giận trong lòng Chị Mỹ biết rõ tôi vì cái gì nên phải chịu đựng làm ở đây Tôi cần tiền cho nên tôi đành cắn răng đi lên tầng 2 Lúc đi tôi nghe chị Mỹ nói với giọng chán ghét Đã vào đây làm rồi giả vờ thanh cao cái gì Tưởng mình thục nữ con gái nhà lành à Để tao chống mắt lên xem Nó giả vờ được đến bao lâu Cả đám nhân viên che miệng cười khinh Bọn họ đối với tôi thực sự không thuận mắt Lên tầng 2 vẫn gương mặt đó Vẫn người đàn ông đó hôm nay anh ta ăn mặc khác với lần trước lần này đến quần áo cũng tương đối thoải mái hơn anh ta đến chỉ có một mình bên cạnh là hai người phụ nữ ngồi cạnh liên tục chăm sóc anh ta thấy tôi vào anh ta lên tiếng lam cô đến đây ngồi bên cạnh tôi tôi giữ người anh dương tôi không thể ngồi với khách à tôi đến để rót rượu cho anh ngồi một chút cũng không được à nhân viên chỗ này là như thế đấy à giọng anh ta có vẻ mất kiềm chế Hai người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn tôi Ra ngoài đi Giọng anh ta vang lên Tôi nhất thời mừng thầm xoay người định rời khỏi Thì giọng anh ta càng lớn hơn Tôi không nói cô Lam, cô lại uống với tôi Còn hai cô ra ngoài đi Nói xong, anh ta hào phóng nhét tiền Và khai giữ ngực hai người phụ nữ Hai người họ nhận được tiền thì hớn hở rời đi Có không mau lại đây ngồi Hay muốn tôi gọi chủ quán đến Tôi chần chừ một lúc mới đi lại Cố gắng ngồi xa anh ta một ly rượu đưa đến trước mặt tôi uống với tôi một ly tôi không chút nghĩ ngợi cầm ly rượu hết cạn anh ta dường như có hứng thú đùa cợt tôi một ly nữa đưa tới tôi như cũ ly thứ hai vẫn chính mình uống sạch anh ta cười khinh thêm một ly nữa đưa tới lần này tôi thực sự nhịn không được tôi tôi không uống được nữa ly rượu từ tay anh ta hạ xuống để trên bàn suy nghĩ xong chưa giá thế nào tay tôi đặt trên đùi siết chặt anh Dương Nếu anh tìm gái Tôi gọi chị Mỹ đến tìm giúp anh Xin anh đừng sỉ nhục tôi 50 triệu một đêm Tôi thực muốn biết lúc lên giường bộ dạng cô thanh cao như vậy không Tôi cau mày đáy mắt căm phẫn đứng lên Nếu anh không muốn tôi tiếp rượu nữa Vậy tôi xin được ra ngoài Chưa đi mấy bước Giọng anh lại vang lên 100 triệu muốn hay không Một đêm 100 triệu Tôi hít một hơi Lồng ngực chính mình vì tức giận mà phập phồng Tôi xoay người đối diện với sự kênh kiệu của anh ta Anh có tiền thì hay lắm à Bộ có tiền muốn sỉ nhục ai cũng được à Tôi không có làm gái Cũng không bán thân Tiền của anh tôi không cần Nói xong tôi bỏ ra ngoài Cảm thấy chính mình thực sự bị người ta trả đạp Tôi lao vội vào nhà vệ sinh Khóc một trận lớn Chút bỏ sự nặng nề uất ức của chính mình Đêm khuya Đời Sài Gòn vẫn nhộn nhịp Tôi đi bộ trên đường lớn Mặc gió thổi vào Tâm trạng chứa đầy nặng nề áp lực Khoái mắt hơi sưng vì khóc Chủ điện thoại vang lên Tôi giật mình kiếm điện thoại trong túi sách là số của ngoại Khuya thế này ngoại chưa ngủ à Alo, con nghe ngoại ạ à? Ờ, mày về quê chưa Lam Dạ chưa, con bận nhiều việc quá ạ à. Tụi anh này lên tiếng Bên đầu dây tôi nghe rõ giọng ngoại rất khàn Còn liên tục hò Ngoại ơi, sao ho nhiều thế Đến nay chưa hết đi ạ à? Không sao, mày đừng lo cho ngoại Tranh thủ về đi Tuần nữa đến rỗ rồi đấy. Dạ, con biết rồi ngoại. Bề đầu dây, giọng ngoại giống như nghẹn lại. Nhớ về đấy, ngoại đợi mày. À, dẫn thằng Hoàng về, ngoại có chuyện muốn nói với nó. Tôi ngập ngừng. Dạ, thôi khuya rồi, ngoại ngủ sớm đi. Ừ, nhớ về đấy. Dạ, con biết ạ. À? Ngoại luôn là vậy, không ngừng dặn đi dặn lại. Sợ tôi thất hứa chứ gì. Những tuần kế tiếp trôi qua, bệnh của anh ngày càng trở nặng những triệu chứng bắt đầu rõ rệt nghiêm trọng nó dày vò khiến anh khó chịu tôi đến bệnh viện thấy Dì Hạnh cùng các y tá nói gì đó với nhau sau đó y tá có chút buồn bực liền rời đi tôi đi đến Dì Hạnh sao thế ạ Dì cúi đầu người ta bảo đóng thêm tiền viện phí tôi suýt thì quên đã trễ tiền viện hơn một tuần rồi Dì Hạnh Dì vào trong đi để con đi đóng Dì nặng nề đi vào trong tôi lôi xác tiền trong túi đến đi đếm lại hơn 3 triệu Đến quầy liền đóng tiền Đóng xong tôi nghe giọng ai đó gọi Cô Lam Quay đầu lại hóa ra bác sĩ điều trị của chính anh Sao bác sĩ ạ à? Mời cô đến phòng tôi Tôi muốn trao đổi với cô một số chuyện Tôi gật đầu đi theo bác sĩ đến văn phòng Để văn phòng bầu không khí có chút căng thẳng Bác sĩ ngồi đối diện tôi Anh ta từ tốn đem sắp hồ sơ bệnh án đi tới Cô Lam à Bệnh tình anh Hoàng thực sự chuyển biến nặng Hiện cần được ghép gan ngay Tôi gật đầu Vâng tôi cũng muốn anh ấy được ghép gan Nhưng hình như bệnh viện vẫn chưa có gan phù hợp để ghép cho anh ấy Bác sĩ gật đầu Hiện tại bệnh viện có gan phù hợp rồi đấy Tôi còn chưa kịp mừng Bác sĩ nói tiếp Chi phí phẫu thuật ghép gan 300 triệu Cô Lam tôi biết hoàn cảnh của cô khó khăn Có số 300 triệu thực sự không phải lớn Nhưng đối với cô xem ra là cả một gia tài Tôi cảm thấy lồng ngực tê cứng Đầu óc như mỡ hỗn độn Tỷ lệ phẫu thuật thành công 50-50 Chúng tôi không chắc chắn điều gì cả Bác sĩ à Tôi run rẩy ngắt lời bác sĩ Tôi biết lời tiếp theo của anh là gì Xin anh ghép gan cho anh ấy à Bác sĩ kinh ngạc Cô nói sao Hãy ghép gan cho anh ấy Tôi đóng đủ tiền viện phí cho bệnh viện Bác sĩ xin hãy cứu sống anh ấy Tôi căng thẳng nắm chặt vạt tay áo bác sĩ Anh ta cũng cứng đờ Cô làm hãy bình tĩnh nếu cô nói vậy bệnh viện chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục cho bệnh nhân vâng cảm ơn bác sĩ trở về phòng bệnh tôi cố tỏ ra nhưng không có chuyện gì hoàng say xưa ngủ trên giường lớn dì hạnh giúp anh vắt khăn ấm lau người dì à anh ấy ngủ sớm thế ạ à? dì lắc đầu bệnh nó chuyển nặng lúc sáng đau nhức khắp người con xem da rẻ cũng nổi mẩn cả đêm nó ngủ không được lúc nãy nó nói chờ con đến có lẽ mệt quá ngủ quên tôi đi đến nắm tay anh Gương mặt sau một đêm xanh xao hơn Ông thư gan ăn mòn sức lực rất nhanh Sau một đêm có thể khiến anh tiểu tụy thế này Tôi càng nhìn càng đau lòng 300 triệu à Tôi kiếm ở đâu bây giờ nhỉ Đột nhiên khoái mắt cay xè Nước mắt tự chủ không được rơi xuống má Lam có sao thế Tôi vội lau nước mắt Dì ơi chúng ta ra ngoài nói chuyện được không Tôi đem chuyện anh ấy được ghép gan Nói với dì Hạnh Dì Hạnh nghe con số 300 triệu cả người như chết đứng Số tiền quá lớn nó như tảng đá đè nặng lên vai tôi và gì Ngày đó lại một đêm tràn trong khó ngủ Bệnh tật của anh thử không đợi được Tôi phải làm cái gì bây giờ Ông trời ơi sao đối xử với anh ấy như thế Rốt của ông có mắt không đây Người tốt thì gặp chuyện Người nghèo thì bị bệnh Người giàu được ăn sung mặc sướng Hôm sau cả đêm không ngủ Qua một đêm mắt trở nên thâm cuồng Lúc xa gương Thậm chí bản thân tôi không nhận ra chính mình trong đó chuông điện thoại vang lên Vẫn là số của ngoài Trong lòng tôi bắt đầu có chút hoài nghi Ngoài cả tháng nay cứ liên tục gọi cho tôi Không biết là có chuyện gì không nhỉ Ngoài có nghe hả à? Đầu dây chuyển đến giọng nói của ai đó rất vội Lam con đúng không Tôi thoáng giật mình Vâng con Lam Ai thế hả à? Bác Hoa đây Ngoài bay nhập viện hồi khuya Sức khỏe yếu lắm Con không về chỉ sợ không kịp đâu Cái gì chứ Tôi chết sững tại chỗ Chiếc điện thoại trong tay vì động tác căng thẳng mà run rẩy theo Con, con về ngay à? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Nó khiến tôi không thích ứng kịp Ngoại tại sao đưa không lại nhập viện Tôi hối hả à, bắt chiếc xe ôm để ra bến xe về thẳng quê Trên đường đi gọi dì hạnh Dì cũng lo lắng con bảo tôi Làm, ở dưới quê lo cho ngoại Thằng Hoàng cứ để cho dì Tôi nhanh chóng gật đầu Có chuyện gì cứ gọi cho con ạ à? Suốt quãng đường tôi không ngừng suốt ruột. Về đến quê tôi nhanh chóng vào bệnh viện. Lúc ấy bà ngoại vừa được đẩy từ phòng cấp cứu ra, ngoài được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi lo lắng đi đến, bác sĩ cũng nóng lòng hô to: Ai là người nhà của bà Cúc? Dạ tôi ạ, à. bệnh nhân là bà ngoại tôi. Bác sĩ nhìn tôi ánh mắt bất mãn. Cô làm cháu kiểu gì thế? Có bệnh lao phổi thì phải được nhập viện điều trị. Bây giờ mới chịu đưa tới, liệu có cứu được không đây? Tôi chết chân tại chỗ. Hai mắt chuyển động lạnh buốt toàn thân Bệnh lao phổi à Bác sĩ ơi ngoại tôi Vị bác sĩ hít hơi dài Thực sự không thể chữa được Phổi bị ăn mòn hoàn toàn Thời gian còn lại cô dành thời gian bên cạnh bà ấy đi Nói xong bác sĩ rời đi Cả cơ thể tôi giống như không còn chút sức lực Tôi ngã xuống nền gạch Nước mắt không cách nào mà kìm nén được Cứ thế tua ra Đáy lòng như đang gào thét trong sự tuyệt vọng Mọi người trong bệnh viện nhìn tôi như vậy Ánh mắt cũng có vài phần cảm thông. Bà Hoa chạy vào, thấy tôi vậy thì liền đỡ lấy. Lam ơi, bình tĩnh đi con à. tự Hoa khóc ôm chầm lấy bác, giống như đứa trẻ tuyệt vọng khóc trong lòng bác vậy. Đêm khuya, hay lang vắng lặng. Bà Hoa, ngoại con bệnh lao phổi từ khi nào thế ạ? À? Bà thở dài, một năm nay đã bắt đầu bệnh. Bà ho nhiều lắm, bác sĩ cũng bảo bà phải nhập viện để điều trị, vì bệnh lao phổi sẽ di căn. Tôi đau lòng dùng răng cắn chặt môi mình Ngoại mắc bệnh nghiêm trọng vậy Thế mà suốt một năm qua tôi không hề hay biết Bà Hoa ngập ngừng nói tiếp Bà ấy nói Bà ấy biết con cho dù nhập viện điều trị Thì cũng chẳng sống được bao lâu Cho nên thời gian còn lại Bà ấy muốn ở nhà làm những chuyện còn giang dở Mô tôi run bẩn bật Con đúng là bất hiếu quá Suốt một năm con không về quê thăm ngoại Con là đứa khổ nạn mà Tôi dùng tay đấm vào lồng ngực chính mình Tự trách bản thân Ba Hoa giữ tay tôi Làm Ngoại con cả đời chỉ hy vọng con được sống tốt Tôi lấy tay che miệng chính mình Tiến vào phòng bệnh Ngoại gầy đi rất nhiều Rất lâu rồi tôi không được nhìn rõ ngoại Ngoại già đi trông thấy Tóc cũng chẳng còn mấy sợi đen Ngoại tôi đã hơn 70 Đôi môi đã lan ra cả da Người thân duy nhất của tôi là ngoại Tôi đối diện thế nào khi ngoại không còn đây tôi không có dũng khí mà tiến lại giường tôi đứng mép sát cửa khóc thành tiếng hồi lâu ngoại dường như cảm nhận được ngoại gắng sức đưa tay gọi tôi tôi đi đến ngồi xuống cạnh giường ngoại à con về rồi đây giọng tôi nghẹn đi vì tiếng nấc ngoại gật đầu mang theo sự khàn đặc vì ho quá nhiều đừng có khóc chứ về là tốt rồi ngoại nhớ mày lắm đấy nói sao ngoại ho nhiều lắm tôi đỡ lấy ngoại tay vỗ lên lưng ngoại là con bất hiếu con không về thăm ngoại Con không biết ngoại bệnh Con xin lỗi ngoại Thì ra ngoại luôn hối thúc tôi trở về Chính là muốn gặp tôi lần cuối Ngoại biết bệnh tình của ngoại sẽ khó qua khỏi Ngoại đưa bàn tay gầy gò vuốt ve khuôn mặt tôi Ngoại biết mày trên đó cực khổ Ngoại không muốn mày phải lo Ngoại già rồi Sống nhiêu đó cũng đủ Tương lai mày sống thay ngoại nhé Tôi kéo tay ngoại rất chặt Rồi ra sức gật đầu Ngoại con muốn ngoại có thể sống cùng con ngoại cười hiền sức khỏe của ngoại ngoại tự biết cầm cự cho đến bây giờ cũng là muốn nhìn thấy bay trở về những ngày kế tiếp ngoại duy trì chút sức lực còn lại ngồi trên chiếc xe lăn của tôi ra ngoài khuôn viên bệnh viện cũng thoáng đãng người già như ngoại bệnh cũng rất nhiều những người thân đi theo nuôi bệnh mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau tôi đẩy ngoại đến một gốc cây lớn Đối diện chính là hoa cúc vàng rực Mặt trời lúc chiếu sáng Hoa cúc cứ rực rỡ lộng lẫy mà đung đưa Ngoại à Có có chuyện muốn nói thật tiếng ngoại Tôi lấy hết dũ khí lên tiếng Tôi chỉ sợ bản thân không thành thật Về sau nhất định hối hận cả đời Ngoại nhìn tôi Đôi mắt vấn vương thăng trầm khó tả Ngoại biết bay muốn nói cái gì rồi Tôi kinh ngạc Ngoại biết đấy hả? Sao ngoại biết? Ngoại ngập ngừng rồi dùng sức kéo lấy bàn tay tôi Chuyện của thằng Hoàng ngoại biết đấy Lần trước ngoại nhờ con gái của bác Hoa ghé công ty xem con sống thế nào Con bé học đại học gần chỗ con làm Nó đến công ty hỏi Mọi người nói con thôi việc từ một năm trước Tôi sững sờ, lồng ngực nặng chịu như bị tảng đá đè lên Ngoại cười nhưng mắt ngoại thì đỏ hoe Con bé hỏi thăm Thì biết con tình hình rất cực khổ Hoàng nó bệnh ung thư gan Con vì muốn kiếm tiền cho nó Đến quán bar làm phục vụ Nói xong ngoại cúi mắt Đưa tay lau đi giọt nước mắt Tôi có thể hình dung được Lúc ngoại biết chuyện này ngoại sốc cỡ nào Thì ra cái gì ngoại cũng biết Cũng hiểu rõ Chỉ là không muốn nói thôi Tôi quỳ xuống đất Đầu gối chạm xuống đá sỏi cũng không thể đau Ngoại, có phải ngoại thất vọng về con lắm đủ không Con xin lỗi Con thử không có cách nào khác ngoại à Ánh mắt ngoại mông lung Như bị sương mù che khuất Ngoại xoa đầu tôi Nếu ngoại nói một chút thất vọng cũng không có Thì ngoại nói dối Ngoại luôn hy vọng bây có cuộc sống tốt Đỡ lo toan nhiều việc ấy thế mà Ngoại thở hơi dài rồi cơn ho kéo tới Ngoại giáng sức nói tiếp Số bay đúng là khổ thật Thôi thì ông trời vốn sắp đặt như thế Ngoại còn biết làm gì hơn việc chấp nhận Hoàng là đứa tốt Ngoại bây bây yêu nó rất nhiều Tim tôi đau đớn hổ thẹn trong lòng Con nợ ngoại rất nhiều Kiếp sau nếu có cơ hội Con muốn được làm người thân của ngoại Trả nợ cho ngoại Tôi vùi đầu mình vào lòng ngoại Cảm nhận hơi thở của ngoại không ổn định chút nào Cơn hò kéo đến cũng dai dẳng hơn Tôi ôm lấy ngoại Ngoại à Ngoại cần con gọi bác sĩ không Ngoại ổn chưa ạ Ngoại đưa bàn tay ra hiệu xua tay mấy cái Ngoại không sao đâu Lam Thời gian còn lại của ngoại không nhiều Ngoại muốn được về nhà cùng mày Lo cho đám rỗ của cha mẹ mày Tôi quẹt nước mắt Tôi biết ngoại không thích ở bệnh viện Người già ấy mà Bao giờ cũng sợ bí bách Dạ con đưa ngoại về nhà Ngoại cười hướng ánh mắt nơi xa xăm Chỉ mong có thể mất ở nhà Chứ ở đây thì lạnh lẽo lắm Tôi chớp mắt tay siết chặt bàn tay lạnh mốt gầy gò của ngoại Thời gian này tôi sẽ ở quạnh ngoại Một bước cũng không rời Hôm sau tôi xin bệnh viện được đem ngoại về Lúc làm thủ tục xuất viện Vị bác sĩ nói với tôi Cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý Vì phổi bái bị ăn mòn hoàn toàn Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào Ngoại rất kiên trì Cho dù những ngày tiếp theo Đến cạt thở cũng khó khăn Ngoại gầy đến nỗi chẳng còn miếng thịt Cả người chơ xương ngồi trên xe lăn cầm cự đến ngày rỗ Lúc họ hàng đến thấy ngoại như vậy Ai nấy không kìm nổi nước mắt của mình Dọn xong mâm cúng rỗ Mọi nghi lễ diễn ra đường hoàng Nhìn vào hai tấm di ảnh Cha mẹ tôi cười mãn nguyện Trong trí nhớ của tôi đối với cha mẹ Không có nhiều ấn tượng Có lẽ lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ Ký ức của tôi chỉ có mỗi bà ngoại Một người bà tần tảo nuôi cháu của mình Dẫn dắt cháu từng bước khôn lớn sau khi trưởng thành rồi Thì bận bươn trải với cuộc sống Thời gian ở cạnh ngoại cũng không còn Lúc quay đầu nhìn lại Hóa ra ngoại già đi nhiều Thậm chí sắp sửa không còn nữa rồi Mọi người ai nấy tiến lại gần Nhìn ngoại rất lâu Sau đó che miệng khóc nấc Sự xúc động cũng dâng trào Ngoại cố gượng mi mắt nhìn một lượt tất cả mọi người Sau đó dừng chỗ tôi nhìn rất lâu Giây phút ngoại hít hơi dài Tôi căng thẳng Mọi người cũng biết sự việc sắp diễn ra Ngoại cười trên môi hiện hữu sự hiền từ Hơi thở ra Sau đó hai mắt nhắm nghiền ra đi một cách thanh thản Tự hòa khóc Âm thanh giống như bị nghẹn ở cổ họng Mọi người khóc cùng tôi Hôm đấy trời cũng đổ mưa rất lớn Đám tang của ngoại được tôi thu xếp đâu vào đấy Ngoại trước lúc mất giống như biết được ngày bản thân ra đi Cho nên tự tay chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ngay cả tấm di ảnh cũng chọn sẵn cho bản thân Kể cả quần áo mền gối đều gấp gọn vào túi lớn Tôi cảm thấy linh cảm người trước khi mất thực sự chân thật Lúc ra đi trên môi ngoại hiện rõ nụ cười Giống như an tâm thực sự để rời đi vậy Lúc bà Hoa sang nhà Bà ấy không kìm được nước mắt ôm lấy tôi Ở xóm chỉ có hai bà bạn già chơi với nhau Vậy mà bây giờ ngoại mất Người đi kẻ ở lại Trong lòng ôm biết bao nỗi buồn một tuần sau tôi bắt đầu trở lại Sài Gòn Chị Mỹ bà chủ ở quán ba Đã gọi hối thúc tôi Tôi suy nghỉ lâu như vậy Cho dù nhà có việc bà ấy không thể cảm thông được Hoàng gần đây bệnh tình không biết thế nào Mỗi lần nghĩ đến anh Tôi lại đau lòng Tôi mất ngoại rồi Nếu cả Hoàng cũng mất Tôi chắc chắn không thể chịu nổi Vào lại Sài Gòn Việc đầu tiên tôi làm Chính là đến thẳng bệnh viện thăm Hoàng Lúc vào bệnh viện Bác sĩ vừa tiêm thuốc xong cho anh rời đi Anh đẩy cửa vào Anh thấy tôi hai mắt nhanh chóng chuyển động Tôi nhìn anh rất lâu Cảm thấy anh lúc này giống như không còn chút sức lực Cơ thể thiếu đi sức sống rõ rệt Lam em về rồi đi à Tôi cười Em khỏe không Sao sắc mặt tiểu tụy thế Anh có bao giờ khỏe đâu Anh trả lời hời hợt Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh Gì Hạnh đâu anh Mẹ anh ra ngoài nó có việc gì đó Anh cũng không biết nữa đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa về tôi hơi cau mày thế à tôi cầm quả táo trên đầu tủ dùng dao gọt vỏ giúp anh anh đưa tay đến vén tóc tôi sang bên tai ngoại khỏe không em tay tôi cầm quả táo trở nên cứng đờ chuyện của ngoại tôi dặn dì hạnh đừng nói với anh cho nên anh cũng không biết khỏe ạ à? lam em sao thế nhìn im thế này giống như cố gắng giấu anh chuyện gì đó thì phải khỏe môi tôi cứng đờ ở trước anh tôi quả thực không thể nói dối Vì nhìn anh tôi Môi tôi run run Tay đặt quả táo trở về đầu tủ Anh yếu mày lo lắng sờ lên mắt tôi Lam Có chuyện gì đúng không Nói cho anh biết đi Tiếng nấc ở cổ họng Đã không kìm chế được mà nấc lên Tôi hòa khóc nhào vào lòng anh Ngoại mất rồi Anh cứng đờ toàn thân Rồi nhanh sốc đến mức Ngay cả phản ứng thế nào cũng quên mất trong phòng chỉ còn tiếng khóc bi thương của tôi Anh lên tiếng giọng run run Chuyện xảy ra Tại sao đột ngột đến như vậy Tôi vui vào lòng anh Tham lam cảm nhận chút hơi ấm từ anh truyền tới Ngoại bị lao phổi Em cũng không biết Một năm qua ngoại tự mình chịu đựng Để em không phải bận tâm Em là đứa cháu bất hiếu Em đúng là nợ ngoại rất nhiều Anh bị môi Đau lòng đến mức mắt cũng đỏ hoe Căn phòng bệnh Nắng dịu chiếu vào soi sáng trên gương mặt Vì khóc mà ửng hồng của tôi Anh dùng tay lau đi giọt nước mắt Giờ phút này Anh thực sự cũng không biết nói gì hơn Ngoài việc ôm chặt lấy tôi Dù tôi vượt qua sự đau đớn này Bên ngoài bệnh viện trời đã tối Tôi khóc đến đau cả đầu Lúc sau Anh vì tác dụng của thuốc mà ngủ say Rồi tôi mới rời đi Ra đến cổng Tôi thấy dì hạnh ngồi thụp xuống nền đường Bộ dạng thất thần vô cùng Tôi lo lắng đi tới Dì hạnh à, dì sao thế Ánh mắt dì hạnh rơi chúng tôi khẽ chớp Lam, con lên lại rồi đấy à Con lo đám tang xong cho ngoại Con lên lại Sài Gòn Công ty con cũng nhiều việc à Tôi ấp ống diện lý do Dì hạnh gật đầu Đám tang của ngoại con Dì không về được đúng là tắc trách quá Tôi kéo tay dì hạnh Dì đừng nói thế Dì Hạnh nói cho con biết Tại sao dì ngồi đây Dì khóc hả à? sao mắt dì đỏ vậy ạ à? Dì thở dài nặng nề Một tuần nay bác sĩ hồi ứng tiền phẫu thuật Lịch mổ cũng đã lên rồi Hai tuần nữa sẽ phẫu thuật ghép gan Dì chạy vại kiếm cũng được 20 triệu Ở quê mấy người hàng xóm Mỗi người cho mượn một ít chẳng đâu vào đâu 300 triệu đốt thực sự Mấy lời tiếp theo Dì không cần nói tôi cũng hiểu Dì à hãy tin ở con Con sẽ có tiền cho anh ấy mổ Dì không khỏi dai dứt trong lòng Lam Dì biết có muốn thằng Hoàng được ghép gan Nhưng 300 triệu kiếm đâu ra hả à con Dì yên tâm Cùng lắm vay mượn đồng nghiệp Sau này từ từ trả lãi à Dì nhìn tôi thương xót Trong lòng dì thực chất biết rõ Mọi chuyện đâu đơn giản vậy đâu Đêm xuống Quán ba đèn mập mờ Âm nhạc sôi động Trong căn phòng trên tầng 1 Yên tĩnh có chút tách biệt với tiếng nhạc bên ngoài Tôi ngồi trên sofa đối diện chị Mỹ Đầu tư cuối thấp một cách thành khẩn nhất Em thực sự cần tiền Xin chị giúp em Chị bị tặc lưỡi nhìn tôi thở dài Làm Mày cần gì cực khổ thế Ta thực khuyên mày nghi thông đi 300 triệu không phải nó mượn là mượn được Tôi chầm mặc rất lâu Tôi biết Nhưng tôi thực sự cần tiền Chị cho em mượn Em nhất định cố trả cho chị Chị bị liếc xéo đáy mắt phể não Mẹ tiếp rượu tiền bo mỗi ngày được bao nhiêu 300 triệu mày làm thêm 10 năm cũng không đủ có biết không hả? Chị Mỹ trong giọng nói có chút không hài lòng Tay cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm Làm cũng không phải là không có cách Tôi ngẩng đầu nhìn chị Chị buông ly rượu trong tay đặt xuống bàn Chỉ còn cách đi khách thôi Thế thì may ra có siêu tiền lớn như vậy Tìm tôi cò thắt Tay đặt trên đùi cũng siết chặt Chị biết tôi không thể làm như thế mà Chị Mỹ nhìn tôi một cách chán ghét Chuyện tôi và Hoàng yêu nhau, ngay cả việc Hoàng bị bệnh chị ấy cũng biết. Thời đại nào rồi, mày muốn thủ thân ni ngọc. Hiện tại bây giờ thứ mày cần chính là tiền. Mày muốn thằng bạn trai của mày chết không? Lời chị đúng là xuyên thủng tim tôi, nhưng ta nói thẳng, nhớ Trần Dương không? Tôi gật đầu. Là ông chủ Dương của khách sạn ánh sao ạ? À? Đúng, anh Dương nó thích mày, muốn mày ngủ với anh ấy một đêm. Giá cả chỉ cần anh ấy hài lòng Mới có thể thỏa thuận Chỉ bị không vòng vo vò, Đem mấy lời thẳng tới tai tôi Môi tôi mím chặt Khóe miệng cong cong một cách chua xót. Tôi cúi mặt Nước mắt chỉ cần mi mắt khẽ động Thì sẽ rơi xuống má Tôi chưa từng nghĩ bản thân đi đến nước này Chỉ bị cười ngạo mạn Tay uống cạn cả ly rượu Ánh mắt nhìn tôi ẩn ý Tao biết mày không muốn bán thân Nhưng ở cái xã hội này mày có sự lựa chọn à Cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả Mọi việc phải có lợi ý. Tôi cười lạnh Giống chị lừa tôi ấy à Ký vào bản hợp đồng làm việc 5 năm ở đây Đúng Con người chẳng mấy ai thực lòng Nhưng ta đâu có bạc đãi mày Mày ở đây làm cho tao Cơm ngày ba bữa đâu có thiếu Nếu không mày phải lo cho thằng bạn trai của mày nằm viện Mày đâu đến mức chật vật thế này Chị Mỹ không chối bỏ Lại còn thẳng thắn thừa nhận Những lời chị Mỹ nói đúng là khiến tôi thức tỉnh chị nói có sai đâu xã hội này mấy ai thực lòng nếu không có lợi ích người ta không làm lại thêm đêm dài trằn trọc khó ngủ trong lúc lơ đãng ánh mắt tôi rơi trúng góc tủ cạnh cửa sổ tấm danh thiếp quen thuộc ở đó tôi đi đến cầm lên hai chữ trần dương đập vào mắt bàn tay cầm tấm danh thiếp cũng siết chặt lần đó vứt bừa ở đây không ngờ có ngày dùng đến rồi tôi cười tự cao cái gì tự cao đổi được tiền không dù sao chỉ là một đêm thôi Hoàng nhất định sẽ không chấp nhất Trước mắt tôi cần số tiền này cứu sống anh ấy Là thân thể trong sạch của chính mình Sau vài tiếng giàn vặt Cuối cùng tôi quyết định bấm vào dãy số trên tờ danh thiếp Người bên kia bắt máy rất nhanh Tôi nghe Tôi im lặng, hít thở chút không khí rồi lên tiếng Tôi là Lam Đầu dây bên kia giống như nghe được tiếng cười Chịu gọi cho tôi rồi đấy à Giả thanh cao làm gì Trước sau vẫn là không thể cầm lòng trước số tiền quá lớn đúng không? Tôi bị giọng nói của Trần Dương làm cho rất khinh bỉ. Tôi chẳng muốn vòng vo, vò, tôi vào thẳng vấn đề. Tôi thực sự cần tiền. Tiền thì ai cũng cần, nhưng cô chọn cách thấp kém nhất để kiếm tiền. Trần Dương cười khinh rồi nói thẳng. Giá cái giá đi. Từng lời của anh ta toàn là mỉa mai. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng dẹp bỏ sự tự tôn của chính mình. Tôi cần 300 triệu. Bên đầu dây khụng lại giống như kinh ngạc 300 triệu á Một đêm của cô đáng giá vậy ư Tôi hít hơi sâu Tôi vẫn còn trinh 300 triệu đủ lấy đêm đầu tiên của một cô gái Có lẽ giá không cao đâu Trần Dương im lặng rất lâu Tôi bên này hồi hộp đến chán dị cả mồ hôi lạnh Tôi thực sự sợ anh ta không đồng ý tay cầm điện thoại cũng run run Thôi rồi, rồi nghỉ ngơi đi Ngày mai tối 9 giờ tôi đón cô trước cổng quán ba Tôi kinh ngạc trong lòng anh ta thực sự đồng ý á Lúc định mở miệng hỏi lại để xác định Thì anh ta cúp máy Tôi lo lắng cả đêm không cách nào ngủ nổi Tôi không biết anh ta nói như vậy Có phải đồng ý mức giá 300 triệu không Nhưng tôi thực sự cần tiền Sáng của ngày hôm sau Tôi thay bộ đồ đơn giản Tranh thủ đến bệnh viện chăm Hoàng Lúc đến Hoàng còn ngủ Di Hạnh thì phơi đồ ngoài ban công Tôi đặt hộp cháo trên bàn Rồi đi đến cửa sổ kéo rèm Để ánh sáng lọt vào bên trong Hoàng bị ánh nắng làm cho thức giấc Nhào nhào mắt rồi từ từ mở ra Lam em đến sớm thế Hôm nay không đến công ty làm à Em nghỉ một hôm à Tôi ngồi xuống cạnh giường đưa tay sờ mặt anh Hay gầy đi nhiều đấy Có phải ăn uống không đúng cữ không Hoàng nắm tay tôi Anh chỉ mong được về nhà Ở bệnh viện ngột ngạt quá Ăn cơm cũng chẳng thấy ngon Đợi lúc phẫu thuật xong Sức khỏe hồi phục rồi Anh lúc đó sẽ được về nhà thôi mà Hoàng cười Sang mặt trắng bạch không chút sức sống Có thật là sẽ hồi phục không Tôi nhìn anh kiên định Chắc chắn hồi phục Anh nghĩ thử xem sau khi xuất viện anh làm gì nhỏ Về quê sinh sống Hay ở lại Sài Gòn tiếp tục công việc của mình Tôi vừa cười vừa hỏi anh Anh giống như có thêm chút hy vọng Em ở đâu anh ở đó Chỉ cần ở cùng với em Anh ở đâu cũng được Khóe mắt tự ướt ướt Hoàng vuốt ve bên má tôi Làm Anh biết 300 triệu là số tiền lớn nếu không có thì đừng miễn cưỡng thực ra không ghép với An cũng chẳng sao sống thêm được ngày nào thì hai ngày đó không anh đừng nói nữa em đã có tiền rồi anh nhất định phải làm phẫu thuật đấy hoàng kinh ngạc làm số tiền lớn như thế em làm sao mà có được tôi căng thẳng cố gắng viện lý do một đồng nghiệp cho em mượn anh hỏi nhiều làm gì việc của anh bây giờ chỉ cần lo nghỉ ngơi thật tốt rồi chờ đến ngày ghép gan Ừ, ăn cháo nhé Hoa gật đầu, đưa đây cho anh Nếu nói không phải trột dạ trong lòng Thì là nói dối Rõ ràng bản thân tôi cảm thấy tội lỗi Tôi hy vọng sau khi anh hiểu thấu mọi chuyện Sẽ dành cho tôi chút cảm thông Ngồi bên giường nhìn anh ăn cháo Mắt tôi đỏ hoe Mỗi lần cùng anh đối diện Tôi thừa nhận bản thân mình bộc lộ ra vẻ yếu đuối nhất Hoàng Anh yêu em mãi chứ Lời nói vô thức bật ra khỏi miệng Tôi bất giác hỏi anh Mà tay Hoàng cũng khựng lại Xem hỏi thế Tất nhiên anh mãi yêu em Tôi hít chua khí trời Dù em có trở thành thế nào Anh vẫn yêu em à Lam của anh lúc nào cũng như thế mà Có thể trở thành thế nào được Em sao thế bộ có chuyện gì à Hoàng căng thẳng nắm tay tôi Tôi cố gắng khống chế tâm tình của mình Không em tùy hướng hỏi thế anh nghĩ xem đám cưới của mình tổ chức ở đâu chưa anh ôn hòa cười em thích nhất hoa quỳnh đám cưới tất nhiên trang trí không thể thiếu hoa quỳnh ừ anh nhớ không em từng nói về tương lai thế nào nhỉ anh xoa đầu tôi tất nhiên là nhớ trước nhà chúng ta trồng cây hoa quỳnh mà em thích nhất mỗi lần anh đi làm về em sẽ đứng dưới cây hoa quỳnh mỗi ngày đợi anh tôi cười nụ cười cay đắng ngã vào lòng anh ôm anh thực chặt Đột nhiên òa khóc lớn Anh đờ người buông hộp cháo xuống vuốt ve lưng tôi Cảm động đến thế à Tôi khóc nấc Phải đấy Em nói cái gì anh cũng nhớ Làm cho em cảm động muốn chết luôn Làm Em nói gì anh chưa từng quên đâu Một đám cưới Một căn nhà nhỏ Một cây hoa quỳnh Từng thứ từng thứ Anh thực hiện cho em Tôi uất nghẹn Vùi đầu vào mùi hương trên áo anh Em yêu anh Rất rất yêu anh Tại anh vỗ trên lưng tôi Anh cũng yêu em 12 giờ trưa, bác sĩ đến cùng tôi và dì Hạnh thông báo lịch mổ của Hoàng, chính là ngày mốt. Tôi vừa mừng vừa lo đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, cùng dì Hạnh nói chuyện vài câu. Bên ngoài hành lang bệnh viện, buổi chiều hôm đó tôi cũng không về, tôi muốn ở lại cùng anh, vì sau đêm nay mọi chuyện sẽ thay đổi. Dì Hạnh, gần đây sắc mặt dì xanh sao, có phải ngủ không đủ giấc không ạ? Dì cười hiền, ngủ làm sao được, Bệnh viện ngột ngạt bức bối Dù thế nào cũng không sánh bằng quê nhà Tôi thở dài gì nhớ quê lắm đúng không ạ Tôi biết người lớn thường không thích sống ở trốn thành thị xô bổ Họ thường thích yên phận sống ở quê Cảm nhận cái sự bình yên dễ chịu nông thôn đó Dì ảnh xoa xoa bàn tay thô giáp của mình rồi gật đầu Căn nhà đó tuy nhỏ nhưng ấm áp Ở quê tuy thiếu thốn Nhưng người ta sống với nhau vì cái tình Hàng xóm cuốn quýt chứ không xa cách như ở đây Tôi cười, Hoàng cũng từng nói như vậy. Dạ, dì yên tâm. Phẫu thuật xong, dì vậy anh Hoàng cứ về quê một thời gian cho thoải mái. Cả năm nay ở bệnh viện đúng là cũng quá căng thẳng. Dì gật đầu, nét mặt toát lên sự bi thương. Tôi và dì không hẹn cùng nhìn nhau vào trong phòng bệnh. Hoàng được bác sĩ tiêm thuốc bây giờ đang ngủ say. Bốn dĩ Hoàng là chàng trai đầy hy vọng cho một tương lai rực rỡ. Chính vì căn bệnh mà làm gián đoạn hơn một năm nếu ông trời thực sự không thể làm chủ số số phận của anh vậy tôi thay anh làm chủ. rời khỏi bệnh viện trời đã tối đèn đường sáng rực dòng người qua lại rộn ràng có lẽ chỉ riêng mỗi tôi là cô độc lại lo một mình. lúc để quán bà chị mỹ đi đến nhét vào tay tôi một chiếc đầm mặc vào đi anh dương thích phụ nữ mặc đầm lụa. tôi nhìn chiếc vải lụa màu đỏ đậm môi khẽ nhếch lên cao chị nhận được bao nhiêu cho việc này ạ? À? Với tính cách chị Mị Tôi tin chắc Trần Dương cho chị không ít tiền Cái gì có lời chị Mị mới làm Chị ấy sống không vì tình Mà chính là vì tiền Chị Mỹ cười mắt hấp hái thâm sâu Cũng nhiều đấy Tao chưa từng thấy anh Dương vì một người phụ nữ Mà bỏ nhiều tiền thế đâu Xem ra mày gặp may Sau đêm nay phục vụ tốt Nó không chừng anh ấy bao nuôi mày Mày đỡ vất vả hơn Trích đầm trong tay tôi siết chặt Tôi nhìn chị Mỹ kiên định chị biết tôi về cái gì mới bán thân mà cho nên chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu chị Mỹ cười khẩy thì tùy máy tôi không nói tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ chiếc đầm đỏ vải lụa độ dài chỉ ngang đùi đôi chân lộ rõ thế kỷ ôm sát ba vòng phô bày hết thảy tôi đứng trước gương có chút ngờ nghịch thì ra bản thân sau khi khoác lên một bộ đồ cao cấp dáng vẻ trong thế này đấy à tôi chưa từng nghĩ bản thân có một ngày phải cúi đầu vứt bỏ tự tôn hèn mọn như vậy Khỏe mắt trực trào nước mắt nơi khóe mi Rồi tôi nhanh chóng dùng tay lau sạch nó đi Bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Xong chưa? Mày nhanh nhanh chút đi Đừng để anh Dương đợi chứ Tôi cao mày Tay trực tiếp mở cửa đối diện chị Mỹ Nhìn chị mới chính là người nôn nóng đi ạ à? Chị Mỹ cong môi Ánh mắt nhấp nháy trước dáng vẻ của tôi Quan sát một lượt Đó giờ chưa từng thấy ăn diện Bộ dạng hiện tại đúng là xinh thật Cảm ơn chị đã khen Chị Mỹ nhét chìa khóa vào tay tôi Chìa khóa phòng này Số phòng 102 Mày đến khách sạn Ánh Dương Lên phòng đợi anh ấy nghe chưa Chìa khóa trong tay tôi đột nhiên nặng trịch Tôi biết rồi Lúc vào đến phòng khách sạn Ánh Dương Cảm nhận sự phô trương của nó tôi có chút choáng ngực Một phòng bài trí trên tầng 5 Tôi đứng bên cửa sổ Dưới độ cao này nhìn xuống Thấy toàn bộ cảnh đêm Sài Gòn Đột nhiên thấy chạnh lòng Thật muốn khóc Để cuối cùng là không thể chịu đựng nổi Cả cơ thể men theo tường trượt xuống nền đất Tôi khóc một trận lớn để chút hết uất nghẹn trong lòng Hoàng, em xin lỗi Em không có đường để lựa chọn Là em có lỗi với anh Sau ít phút, ngoài cửa cuối cùng chuyển đến tiếng bước chân đi vào Tôi quẹt vội nước mắt rồi đứng dậy Dương đi vào trong Ánh mắt hướng phía tôi luôn luôn kiêu ngạo Đợi có lâu không? Tôi đứng sát mép tường Chân có chút mềm nhũn vì căng thẳng Không lâu, Giờ ngồi xuống giường Tay bắt đầu cởi từng cúc áo Lại đây đi Tôi hít thở, hô hấp có chút khó khăn Rồi từ từ tiến lại Anh Dương à Anh thực sự đồng ý trả tôi 300 triệu à Tôi nghĩ hoặc Tôi muốn xác định một lần nữa Dương nhìn tôi, cong môi dễ cợt Tiền tôi không thiếu 300 triệu tôi nói cho thì sẽ cho Nhưng tôi phải xác định lời cô nói thật hay không đã Ý tứ trong lời nói của anh tôi hiểu Chính là muốn xem tôi thực sự còn trong trắng không Nhưng nghe ta nói vậy Thâm tâm tôi thực sự yên lòng Chỉ sau khi xong chuyện 300 triệu chắc chắn có trong tay Cởi đồ đi Cô đừng cứng ngắc như vậy chứ Dường thẳng thắn lên tiếng Tôi run người có chút mất tự nhiên Tôi... tôi xin lỗi Dương cao mày Mỹ không dạy cô lúc lên giường Nên thế nào để phục vụ tôi à Mỹ Anh ta nói đến chị Mỹ Đúng như tôi nghĩ chị Mỹ được lợi trong chuyện này Tôi đứng nép một bên Tay chân luống cuống Anh ta mắt kiên nhẫn kéo tôi trực tiếp đè xuống giường Mà giường chăm chú nhìn tôi rất lâu Khóc à Nếu không tự nguyện tôi sẽ không ép Dương một đứng dậy Theo phản xạ tôi kéo chặt cổ anh ta lại Tôi lắc đầu Không tôi tự nguyện Vì tôi rất cần số tiền này Giờ quang cho tôi cái nhìn xem thường ra mặt Môi chủ động áp xuống môi tôi Tôi căng thẳng lên tiếng anh có thể tắt đèn được không Thân thể tôi chỉ cần anh ta chạm vào Sẽ run lên không tự chủ Ánh đèn sáng như vậy khiến tôi mất tự nhiên Dương thở một cách nặng nề Cô đúng là phiền phức Tuy miệng mắng mỏ nhưng vẫn đứng lên tắt đèn Không gian phòng tối thôi Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt Từ phía ngoài cửa sổ chiếu vào Tay anh ta di chuyển trên tấc da thịt của tôi Tôi cũng cố gắng để phối hợp với anh ta Động đậy đi chứ nằm như cá chết thế vậy mất cả hứng tôi tôi xin lỗi anh ta nhào đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi có thật lần đầu không giả bộ như vậy khiến tôi chán ghét tôi cứng đờ thì ra anh ta cho rằng tôi nói dối tôi cảm thấy sự tự tôn còn sót lại của chính mình dần mất đi tôi hít một hơi dõng dạc nói tôi không gạt anh anh tin hay không thì tùy chơi xong rồi đừng quên đưa tiền cho tôi dương bị lời nói của tôi chọc giận anh ta không chút nương tay rồi sau đó chuyện gì tới cũng đã tới Một lúc lâu sau Thân thể tôi đau nhức Khó khăn lắm mới có thể cử động Một cảm giác tủ nhục len lỏi trong đầu Tôi vô số lần nghĩ đến đêm đầu tiên của chính mình Tôi và Hoàng trải nghiệm trong ngày tân hôn Thứ không ngờ hiện tại nó không còn nữa rồi Hoàng anh sẽ chấp nhận chứ Nếu anh biết em bán thân Anh tha thứ cho em không Môi mím chặt không phát ra tiếng khóc Làm nếu cô tự nguyện tại sao còn khóc? Dương bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình. Tôi kéo lấy chăn bao phủ cơ thể chính mình rồi tớ ơi trả lời. Nếu tôi nói tôi không có sự lựa chọn, anh tin tôi chứ? Dương hoài nghi, là gì? 300 triệu, số tiền lớn như vậy, cô vì cái gì lại cần? Tôi kéo chăn đứng dậy, đây không phải chuyện của anh mà. Nếu anh xong rồi, xin anh đưa tiền cho tôi. Dương tức giận trừng mắt, cô gấp cái gì, hiện mới là 3 giờ sáng thôi. Cô định cầm tiền đi đâu Tôi không trả lời Đi thẳng nhà tắm đóng cửa lại Tôi nhanh chóng thay quần áo Sau đó trở ra Giọng tôi mất kiên nhẫn lặp lại Xin anh mau đưa tiền cho tôi Dương bực dọc Thô bạo kéo lấy cổ tay tôi Thân thể mắt thăng bằng liền ngã xuống giường lớn Ngủ chút đi Tôi cao mắt Tôi không muốn ngủ chúng ta xong rồi mà Dương nhìn tôi đầy phẫn nộ Trước giờ ở trước mặt anh ta chưa từng có ai bày thái độ giống như tôi Tôi thực không hiểu cô gấp cái nỗi gì Tôi đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh ta Mục đích của tôi là tiền Sau việc nhận tiền đó là lẽ đương nhiên mà Không phải anh muốn nuốt lời đấy chứ Giờ còng mùi ánh mắt càng kiêu ngạo Anh lấy chiếc thẻ trên đầu tủ nhét vào tay tôi 300 triệu trong cái thẻ này Mật mã 10902 Cầm cái thẻ trong tay Tôi siết thật chặt Sau đó nở nụ cười gượng gạo nói cảm ơn anh ta Tôi rất thích cô Khi nào cần cứ đến tìm tôi Tay tôi vừa chạm tay nắm cửa thì cứng đờ Tôi chỉ bán thân lần này 300 triệu đủ rồi Tôi bước ra ngoài đầu không quay lại Dương càng lúc càng không hiểu Cô gái này rốt cuộc vì cái gì mà bán thân Anh cứ tưởng sau khi sau chuyện Cô sẽ khóc một trận ẩm mỹ Không ngờ có thể bình tĩnh như vậy Rõ ràng muốn khóc Nhưng một giọt nước mắt không rơi ở trước mặt anh Tại sao cố to ra bản thân mạnh mẽ như vậy Ra khỏi khách sạn ánh dương Việc đầu tiên tôi làm chính là đến quầy thuốc Tây gần đó Vì tiệm thuốc Tây đối diện bệnh viện Nên mở cửa 24 trên 24 Giờ nào cũng có người bán Xin chào, cô muốn mua gì? Nhân viên tư vấn nhiệt tình Tôi muốn mua thuốc tránh thai khẩn cấp Nhân viên nhìn tôi có chút bất ngờ Nhưng cũng lấy viên thuốc đến cho tôi 50 ngàn ạ, uống càng sớm tác dụng càng mạnh Tôi cầm lấy tiền trả Trực tiếp cứ thế cho vào miệng Nhân viên khó hiểu trước hành động của tôi Nhưng cũng không quên niềm nở dặn dò Loại thuốc này có hại cho sức khỏe đấy cô ạ Một tháng chỉ nên sử dụng 2 đến 3 viên thôi Vâng cảm ơn Tôi uống hôm nay thôi Về sau cũng không uống nữa Nói xong tôi rời đi Bỏ lại nhân viên với sự khó hiểu Bóng lưng tôi mạnh mẽ biến mất trên đường lớn Chưa giờ phẫu thuật Hoàng nằm trên giường Từ chiều qua đến giờ vẫn chưa ăn gì Bác sĩ dặn phải để bụng trống mới có thể phẫu thuật Mình truyền dịch nhỏ giọt đi vào cơ thể anh Dì Hạnh và tôi túc trực bên giường không rời Sao mặt anh cũng càng lúc càng trắng bệch Căn phòng hôm nay chẳng có chút không khí gì cả Chỉ có sự nặng nề bao trùm cả phòng Mỗi người một tâm trạng Lúc bác sĩ đưa giấy cam kết vào tay dì hạnh Kỳ xong tâm trạng càng trùm xuống Cuộc phẫu thuật này thành công 50-50 Không có gì chắc chắn tuyệt đối cả Dì hạnh căng thẳng cứ liên tục cầu nguyện cho anh Tôi nắm bàn tay Hoàng siết chặt Hoàng, anh có sợ không? Hoàng cười vẫn là nụ cười ôn nhu Anh không sợ Anh muốn sau khi phẫu thuật xong Lúc mở mắt ra sẽ thấy em đầu tiên Tôi nâng bàn tay anh lên khẽ hôn xuống Em luôn bên ngoài đợi anh trở ra Anh yên tâm Anh ngủ bốn giấc thực dài Lúc tỉnh lại sẽ thấy một tương lai mới Mặt tôi ửng đỏ Anh vươn tay chạm vào má tôi Vất vả cho em Ông trời thật tàn nhẫn khi bắt em chịu khổ cùng anh Nếu anh biết sớm có ngày này Chuyến xe buýt đó anh nhất định không lên để không gặp em Khiến em phải khổ thế này Tôi nấc nghẹn Dì hạnh mắt cay xè chịu không được liền quay mặt đi Tôi kéo tay anh áp lên má chính mình Đến bây giờ tôi mới tin một điều Sự gặp gỡ của tôi và anh Đó là duyên phận Muốn tránh cũng không tránh được Hứa em một chuyện được không Anh gật đầu Môi khô đến nứt nẻ cũng dáng nở nụ cười Được rồi Anh phải bình an trở ra Không được bỏ mặc em một mình Cả không được buông tay em Tôi từ tổ nói Hoàng mi tâm khẽ chớp Giọng nhẹ nhàng vang lên Anh hứa Tôi hòa khóc Sự kìm nén cuối cùng không thể giả vờ Tôi ôm chặt lấy anh Cái ôm vội vàng và nôn nóng Nếu anh dám để em một mình Cả đời này em hận anh đấy Dì hạnh đối diện tình cảnh này Chỉ biết che miệng khóc nấc Hai đứa nhỏ chịu rất nhiều khổ cực Đoạn tình yêu đúng là cảm động lòng người Dì hy vọng sau ngày hôm nay Mọi thứ trở về như lúc bắt đầu Hai đứa trẻ sẽ không khổ đến vậy nữa trong phòng chỉ vang lên tiếng khóc của tôi hoàng cười tay anh xoa xoa lưng tôi an ủi anh dường như rất điềm tĩnh đối diện sinh tử anh luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lam ngoan nào nín đi chứ anh nhất định sẽ không sao tôi rời khỏi anh ngẩng đầu nấc thành tiếng giờ phút này tôi quả thực sợ hãi Hoặc lau nước mắt giúp tôi không quên trêu đùa lam của anh thường ngày không phải mạnh mẽ à hôm nay sao yếu đuối thế này chẳng phải người luôn cho anh hy vọng là em à hiện tại em hình như sợ hãi hơn cả anh đấy tôi suýt xoa anh đùa nữa à em sợ muốn chết tin anh đi nhất định anh trở ra bình an vô sự tôi gật đầu đem hết thảy lòng tin đặt hết cho anh hoàng cười nhìn sang dị hạnh đang vội lau nước mắt mẹ à mẹ tin ở con ông trời cho con được sống sau này mẹ không cần vì con mà khổ cực nữa dị hạnh cười Nhất định rồi Nuôi con lớn đến trường này Chỉ mong một ngày con trả hiếu cho mẹ Anh cười nắm tay tôi Sau này để con và Lam À không Con cùng vợ con trả hiếu cho mẹ Tôi cười lừa anh tinh nghịch Di Hạnh cũng gật đầu cười rộ lên Trong căn phòng Ba người nói chuyện rất nhiều Bầu không khí giảm đi chút căng thẳng Cuối cùng thì đến giờ phẫu thuật Lúc anh được đẩy vào bên trong phòng Bác sĩ tiến hành chuẩn bị kỹ càng mọi công đoạn Ánh mắt anh dừng trước tôi Giống như muốn nói với tôi Anh nhất định trở ra Anh nhất định không bỏ mặc em một mình Tôi hy vọng Tôi kỳ vọng cho tương lai kế tiếp của tôi và anh Cửa phòng phẫu thuật khép lại Tôi dần dần ngồi thụp xuống ghế Tay cũng căng thẳng mà đang chặt vào nhau Sự mạnh mẽ còn sót lại Cũng không còn nữa Dì ôm lấy tôi òa khóc Dì giống như chút hết những gì dồn nén bấy lâu nay Làm ơi dì sợ quá Dì sợ tàng hoàng mãi mãi không trở ra Tôi vỗ vai gì dì. dì đừng nói thế Anh ấy hứa với con rồi Anh ấy không thất hứa đâu ạ à. Dù biết dối lòng gạt người Nhưng tôi cố gắng níu lấy chút lòng tin sót lại từ anh Để tâm trạng không được lo lắng Dì khóc nấc Chờ mới biết lúc cầm tờ cam kết trong tay Lúc ký tờ giấy cam kết Dì đã cố gắng cỡ nào Mạng sống của con trai dì Nằm ở trong tay dì Một chữ ký hạ xuống Hoàng có thể mãi mãi không trở ra Trong phòng cấp cứu căng thẳng Người bên ngoài còn căng thẳng hơn Tôi và dì Hạnh chỉ biết cầu nguyện thay anh Hy vọng cửa quỷ môn quan này không dành cho anh Người tốt quả thực không nên chết sớm mà Hoàng nhất định phải sống Bệnh viện 6 giờ chiều Tại phòng cấp cứu Trải qua 6 tiếng đồng hồ phẫu thuật Cuối cùng thì đã kết thúc Bác sĩ đi ra Điều đầu tiên chính là báo tin cho người nhà Cuộc phẫu thuật ghép gan đã thành công Tôi và dì Hạnh mừng rỡ khóc hòa trong niềm vui sướng Hoàng được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt Vì vẫn còn thuốc mê nên chưa thể tỉnh lại Thì anh bị an trở ra Tôi và dì Hạnh thực sự chỉ biết chắp tay cảm tạ ông trời Vài tiếng sau đó Nhân viên gọi tôi đến quầy đóng thêm tiền thuốc men Đứng ở quầy thanh toán Tôi khó xử lên tiếng Xin lỗi cho tôi thêm ít thời gian được không Nhân viên bệnh viện nhìn tôi chăm chăm Tôi hơi ngại thay khẩn nói Lúc sáng đóng hết 300 triệu cho tiền phẫu thuật, tôi không biết có phải ứng thêm tiền thuốc. Nhân viên bình tĩnh giải thích, tiền phẫu thuật 300 triệu vẫn chưa bao gồm tiền thuốc phát sinh. Bệnh viện có thể cho cô nợ đến đầu tuần sau, nhưng nhớ tranh thủ đóng vì bệnh nhân phải cần nhiều thuốc uống để sớm hồi phục. Tôi phiền não cúi đầu, nếu sớm biết nhiều phát sinh chi phí thế này, lúc đó không chỉ lấy 300, bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Dạ. Tổng tiền thuốc là bao nhiêu Tôi thanh toán toàn bộ Đột nhiên ai đó lên tiếng Tôi giật mình xoay đầu phát hiện là Dương Anh đi đến quầy thu phí nói với nhân viên Nhân viên nhắc lại Anh muốn thanh toán tiền giúp bệnh nhân Hoàng ấy ạ Đúng tính hết cho tôi Quẹt vào thẻ này là được Dương nhanh chóng đưa thẻ vào tay nhân viên Tôi nhìn anh ta khó hiểu Anh Dương xanh giúp tôi Nhận lại thẻ từ nhân viên Dương cười Anh nói giúp em Số tiền này tôi cho em mượn Khi nào có tiền thì trả cho tôi Khỏe môi tôi có chút cứng đơ Nhìn anh đâu phải người tốt đến thế Dương cao mày nhăn mặt Em gặp tôi mới có vài lần thôi Tại sao lại khẳng định tôi là người xấu Tôi cười gượng cũng không trả lời Nhưng từ lần gặp đầu tiên cho đến tối đó Anh ta chẳng có điểm nào tốt mà Đi thôi Dương kéo cổ tay tôi Đi đâu Ra ngoài nói chuyện cùng tôi một lát có được không Tôi ngập ngừng Đằng xa thì thấy dì Hạnh đi tới theo phản xạ tôi thu tay chính mình trở về Lam ai thế hả con Dì Hạnh nhìn Dương rồi hỏi Tôi cười cười nhanh miệng nói Dạ đồng nghiệp của công ty con Tên là Dương Anh ấy vừa làm tiện thể gây sang thăm hỏi ạ Tôi phải nhận là bản thân mình nói dối giỏi thật Dương cũng hiểu được nên không phản bác gì Có phải cậu Dương đây là người cho con mượn số tiền à Dạ Tôi căng thẳng Vâng chính là anh ấy đấy ạ Dì Hạnh ôn hòa Dì đi đến nắm tay Dương Thực là mang ơn cậu Nếu không nhờ số tiền đó Con trai tôi không thể phẫu thuật được Cậu là ân nhân của gia đình tôi Gia đình tôi nhất định trả lại số tiền đó cho cậu Dương cứng đờ Nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào Tôi nhanh chóng đẩy Dương đi Rồi cười cười nói với dì Hạnh Thôi con đánh Dương ra ngoài thảo luận chút công việc Lát con quay lại ạ Dì Hạnh gật đầu cũng không có chút gì nghi ngờ Ra ngoài cổng bệnh viện Tôi mới thở phào nhẹ nhõm Đúng là con người không nên làm chuyện trái lương tâm Nếu không liên tục bị trột dạ trong lòng Bên ngoài bệnh viện Không khí cũng dễ chịu hơn Tôi quay sang cúi đầu với Dương Cảm ơn anh vì không ở trước mặt gì hạnh và chấn tôi Cảm ơn anh vì giúp tôi trả tiền thuốc Tôi nhất định gửi lại cho anh Dương vốn dĩ không để tâm số tiền đó Vì trong mắt anh nó chẳng đáng bao nhiêu Tôi cười cợt dáng vẻ Dương luôn mang đến cho người khác Một cảm giác vô cùng xa hoa vô cùng cao ngạo có đáng bao nhiêu? Khói môi tôi cong lên một cách gượng gạo. Số tiền đó dĩ nhiên với người giàu như anh thì chẳng đáng là bao nhiêu. Làm hoàn cảnh của em khiến tôi thương cảm. Nếu có khó khăn thì cứ tìm đến tôi, tiền tôi không thiếu. Tôi biết chị Mỹ đem hoàn cảnh của tôi kể cho anh, cho nên anh mới biết được nhiều chuyện thế này. Tôi cười nhạt nói. Tôi từng nghe qua một câu nói. Ở đời không ai cho không ai cái gì cả Lòng tốt của anh tôi xin nhận Cái gì nợ tôi nhất định trả lại cho anh Thật ra người có tiền như Dương Sao hiểu được người nghèo như tôi có khó khăn thế nào Người có tiền luôn đứng trên cao Nhìn xuống người khác Cho dù thương cảm cũng không đáng bao nhiêu Dương còng mùi Trong lòng này sinh hướng thú Xong phẳng đấy chứ Đêm xuống gió nhẹ Tóc tôi có chút bay bay Em rất yêu người đàn ông tên Hoàng đó à Tôi không biết vì sao anh ta hỏi vậy Nhưng tôi thành thật trả lời Đúng tôi rất yêu anh ấy Thậm chí vì anh ta là một quán bar Hạ thấp bản thân mình để kiếm được tiền chữa bệnh cho anh ta Dương hỏi càng nhiều tôi càng chạy lòng Đúng Chỉ cần anh ấy còn sống Tôi cố gắng dù là hạ thấp bản thân Dương nhìn tôi chăm chú Thực ra không phải không có con đường lựa chọn khác Là em đang tự làm khổ mình Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời Ngôi sao nhiều vô số kể Chuyện đến nước này cũng không thể thay đổi Xem như đây là số phận của tôi Giờ gật đầu Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả Tình yêu của em đúng là khiến người khác cảm động Người như anh Dương đây cũng biết cảm động à Ý em cho rằng tôi không phải con người ư Đã là con người Dĩ nhiên biết thế nào là sự đồng cảm Tôi im lặng không phản bác Dương nghiêng đầu phía tôi Giọng điệu có phần kênh kiệu Làm tình nhân của tôi đi Tôi sững người vì kinh ngạc anh Dương, anh đùa tôi đi à? Dương khỏe môi cong cong Tôi không phải người thích nói đùa Nếu em ở cạnh tôi, làm tình nhân của tôi Tôi cho em cuộc sống tốt hơn hiện tại gấp trăm lần Nghe anh nói, trong lòng tôi co thắt Xin lỗi, tôi không làm gái Tôi chỉ vì bước đường cùng mới bán thân Hiện cuộc sống của tôi quá đủ rồi Tiền viện phí tôi nợ anh, nhất định tôi trả Xin anh Dương sau này đừng đến làm phiền tôi tôi định bỏ đi nhưng cổ tay nhanh chóng bị dương giữ lại tôi chỉ là không muốn thấy em chịu khổ tôi không phải cố ý sử nhục em làm tình nhân của tôi có gì không tốt nếu em muốn chúng ta lén lút qua lại bạn cho em cũng không biết tôi dứt khoát hất tay anh ta rồi lạnh giọng đây là thú vui của người có tiền à anh dương anh tìm người khác đi ạ tôi chấp nhận cuộc sống khổ sở tôi thẳng thắn từ chối sau đó bỏ đi đầu cũng không ngoảnh lại Trở vào trong Dì Hạnh giúp Hoàng thay đồ Ngồi bên giường lớn Dì cẩn thận dùng khăn ấm lau từng kẽ ngón tay Tôi trở hình dung hình ảnh Một người mẹ khổ cực tần tạo nuôi đứa con của mình Dì Hạnh à dì mới không Hay dì ngủ một chút Để con giúp dì lo cho anh ấy Dì cười Có mất bao thời gian đâu Xong rồi mà Tôi ngồi xuống giường đối diện Bác sĩ nói nếu anh ấy hồi phục tốt Cuối tháng có thể xuất viện Ừ xuất viện rồi về quê sinh sống một thời gian Làm con về cùng gì với thằng Hoàng chứ Tôi gật đầu Tất nhiên ạ à, Anh ấy ở đâu thì con sẽ ở đó Sức khỏe anh ấy còn yếu như vậy Về quê yên tĩnh nghỉ ngơi cũng tốt hơn ạ à. Căn nhà đó chứa bao kỷ niệm Của thằng Hoàng với cả cha nó Đến hiện tại nó không cách nào quên được Lần đó nếu không nhờ con đưa tiền cho dì trả nợ Căn nhà có khi cũng mất rồi Dì hạnh buồn buồn lên tiếng Mỗi lần nhắc đến cha của Hoàng Dì luôn nghẹn ngào Dì à Sao dì và cha anh ấy lại ly dị à Dì cười lãnh đạm Vì cha thằng Hoàng từng nói Ông ấy không thể tiếp tục sống cùng dì Ông ấy đã yêu người đàn bà khác Cho nên dì đồng ý ly dị để ông ấy được ra đi Tôi cười chua xót Dì không níu kéo à Dì lắc đầu Giữ được người ở lại Chẳng giữ được trái tim họ Dì không muốn gượng ép Ông ấy lúc đi đến hiện tại Cũng đã mười mấy năm rồi Chưa một lần từng trở về hỏi thăm tôi mắc cay xẻ Trong lúc đó gì buồn lắm đúng không Dì mím môi Phải nói là mỗi ngày dùng nước mắt chan cơm Nhưng mọi chuyện đều đã qua để bây giờ nghĩ lại gì cũng không hối hận Ánh trăng đêm nay thực sáng Những vì sao ngoài kia bắt đầu thắp sáng Cho những hy vọng của sau này Buổi sáng Ánh nắng ngoài khung cửa sổ chiếu dọi le lỏi từ góc bên trong phòng Lúc tôi ngủ say Cảm nhận bàn tay ấm áp nào đó vuốt ve trên tóc mở mắt ra thấy hoàng tỉnh lại tôi vui sướng kéo tay anh anh tỉnh rồi à hoàng cười cả đêm em cứ như vậy mà ngủ tôi gật đầu tôi qua nói chuyện với dì hạnh đến nửa đêm mệt quá đành gục đầu xuống giường của anh ngủ một mạch đến sáng em hứa rồi mà lúc anh mở mắt anh sẽ nhìn thấy em đầu tiên em không thân hứa đúng không mắt anh nhìn tôi càng xúc động cảm ơn em tôi cười cười anh đói không em mua gì cho anh ăn nhé Tôi đứng dậy định rời đi Cổ tay bị anh ấy giữ lại Đừng đi, để anh ôm mê một chút Anh kéo tay tôi Cả người tôi được ôm gọn trong vòng tay của anh Cảm nhận hơi ấm từ anh truyền tới Anh thực sự vẫn còn cơ hội nhìn thấy em à Giấc ngủ đó thực dài Anh chỉ sợ bản thân không tỉnh lại thôi Tôi cọ đầu trong lòng anh Anh nỡ đi em một mình ư Không, chắc chắn không nỡ Mỗi lần nghĩ đến em sẽ vì anh mà khóc Thực sự anh đau lòng lắm la mà tôi cười sự ngọt ngào lúc này không gì diễn tả được không sao đâu mọi chuyện cuối cùng qua rồi chúng ta bắt đầu lại nhé được rồi thời gian qua anh bỏ lỡ quá nhiều chuyện anh nhất định bù đắp cho em đã hứa anh không được nuốt lời đâu anh cúi thấp đầu đặt lên môi tôi đụ hôn ở bên ngoài dì hạnh vô tình đẩy cửa vào tôi giật mình bật người rời khỏi anh cảm giác đúng là ngượng ngùng vô cùng dì hạnh cũng giữ người lắp bắp hoàng à cuối cùng con tỉnh rồi mẹ đợi con cả đêm đấy dạ xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng dì hạnh cười tỉnh lại là tốt mẹ vừa hỏi bác sĩ rồi có lẽ nếu không có chuyện gì thì cuối tuần có thể xuất viện nhưng mỗi tháng phải đến bệnh viện kiểm tra một lần con ạ tôi mừng rỡ vậy tốt quá hoàng em cùng anh với dì hạnh về quê của anh nhé hoàng đưa tay vuốt tóc tôi được rồi cả ba đều vui vẻ không khí sáng sớm cũng thực tốt lành Tôi thu anh nằm xuống, anh nghỉ ngơi đi, tuy đã tỉnh nhưng sắc mặt còn kém lắm đấy. Ừ, anh biết rồi. Dì Hạnh cũng nói thêm, sắc mặt trắng bệch không có tí máu, lát mẹ cùng Lam đi mua canh hầm củ dền cho con ăn. Dạ, con cảm ơn ạ. À và các bạn thân mến đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất cũng xin được kết thúc bộ truyện có hai tập các bạn ạ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 2, cũng chính là tập cuối trong khung giờ kế tiếp nhé những diễn biến tiếp theo như thế nào các bạn hãy cùng đón xem còn bây giờ thì uh, chia sẻ lại cảm nhận và đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho mai cũng như thêm chuyện nhé xin chào và hẹn gặp lại